chương 1520, một Đồ Tinh, Phu Quân, không mang theo nàng cùng đi sao, loạn tinh nữ hoàng mở miệng, buổi tối vừa vặn có người mới thị tẩm cho ngươi, đùng, Lâm Vũ khởi sợ đến đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Loạn tinh nữ hoàng nở nụ cười xinh đẹp, cho rằng nàng không biết đùa giỡn hay sao. Ha 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 ha, lăng hàn ôm eo của loạn tinh nữ hoàng, nghênh ngang rời đi. Vợ, đêm nay không bằng người thị tẩm đi. Hắn ghé vào bên tai loạn tinh nữ hoàng nói, Tuy vị nữ hoàng này đã sớm gọi hắn là phu quân, nhưng hai người còn chưa có xảy ra tiếp xúc thân mật, để trong lòng lang hàn ngứa ngáy. Loạn tinh nữ hoàng chỉ liếc mắt nhìn hắn nói, cửu xa thần thông của ta vẫn không có tu luyện tới cực hạn, nhất định phải duy trì thân hoàn bích, có điều, nếu người thật muốn. Đôi mắt đẹp của nàng như nước, nhu tình vô hạn. Trong lòng lang hàn rung động, không khỏi ôm nàng chặt một ít, tuy vị nữ hoàng này từ trước đến giờ ngạo kiều, nhưng sau khi động tình thì nhu tình như nước hơn bất cứ ai. Có điều, càng như vậy hắn càng chiều mến hôn môi anh đào của nữ hoàng một cái nói vẫn là chờ chút đi ta không muốn người bởi vậy mà không cách nào xông lên đỉnh cao nhất loạn tinh nữ hoàng gật gù nói ta biết lăng hàn rất yêu thích loại tình cảm giữa hai người ai dám nói tình cảm của bọn họ không đủ nồng lúc trước loạn tinh nữ hoàng vì hắn dám hò hét với tam nguyên thượng nhân mà lăng hàn cũng không tiếc cùng hai đại hoàng triều là địch yêu không cần cả ngày treo ở ngoài miệng vậy lúc nào ngươi mới có thể thu đến cực hạn lăng hàn không nhịn được hỏi loạn tinh nữ hoàng không khỏi bật cười người này vẫn sắc phôi a à, nàng suy nghĩ một chút nói ít nhất phải đến sáng thế cảnh trong lòng lăng hàn nha một hồi chẳng trách trước đó nàng nói phải đến sáng thế cảnh mới gả cho mình không phải là ánh mắt của nàng quá cao mà là nhất định phải như vậy sáng thế cảnh a à, vậy ít nhất cũng phải mấy trăm vạn năm lăng hàn không khỏi sơ sắc bơ phờ hắn yêu loạn tinh nữ hoàng là một chuyện mà hắn có muốn hay không muốn đó là một chuyện khác nam nhân yêu một nữ nhân, từ một góc độ nào đó mà nói không phải là muốn làm nàng cả đời sao. Ta cũng rất muốn, loạn tinh nữ hoàng ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói. Gào, lăng hàn suýt chút nữa sói chu ra, ai nói nữ hoàng không biết làm núng. Hắn thật muốn lập tức đánh gục mỹ nhân tuyệt sắc này, nhưng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ nhịn xuống. Ngày hôm nay liền để thiên phượng thì tẩm đi, nữ hoàng đột nhiên nói, đây thực sự là vợ tốt, cũng quá săn sóc đi. Lăng Hàn không khỏi có chút đổ mồ hôi, bởi vì không có bắt loạn tinh nữ hoàng, hắn cũng không tiện ăn vụng thiên phượng thần nữ, ân, không thể làm cho nàng thủ thân như vậy, ca phải làm người tốt. Đáng tiếc, bọn họ lập tức liền xuất phát, Lăng Hàn không có cơ hội để thiên phượng thần nữ thị tầm. Xuyên vân toa lại bắt đầu hành trình, một năm sau mới tiến vào tứ phương tinh vực, chạy về phía mộc đồ tinh. Tinh xa vũ viện ở trên mộc đồ tinh, đây là một tinh cầu tự do, không có đại trận bảo vệ, có vẻ vô cùng đại khí, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì một khi tinh thuyền phát động đánh lén, tinh cầu phía dưới sẽ không có một tia phòng bị. Nhưng mà, không có ai lo lắng vấn đề này. Đùa giỡn, trên tinh cầu này có một tòa tinh xa vũ viện, mà trong vũ viện tỏa chấn 10 tên thánh nhân. 10 thánh, khái niệm này nghĩa là gì? Nói như vậy, một tinh vực có thể sinh ra một vị thánh nhân chính là đại kỳ thích, như trường quang tinh vực, ngay cả thánh nhân cũng không có, hàng hà cảnh liền có thể xưng vương, có thể thấy được thánh nhân ít ỏi bực nào. Nhưng ở đây, trên một tinh cầu thì có 10 thánh nhân, cái này còn không nghịch thiên. Ai dám tấn công nơi này, không phải hư não sao? Có thánh nhân tỏa chấn, còn cần trận pháp bảo vệ toàn bộ tinh cầu sao? Lãng phí chân nguyên thạch, xuyên vân toa hạ xuống, điểm đến rất không dễ khống chế, có điều lăng hàn cũng không có mục tiêu rõ rệt, bởi vậy cũng mặc kệ, trực tiếp bay xuống. Mọi người dồn dập từ trong hắc tháp đi ra, chỉ thấy đây là một mảnh đầm lầy, bốn phía tràn ngập xương mù màu xám, thị lực không thể nhìn xa linh khí thật nồng nặc, linh khí càng nồng nặc, hình thành số lượng chân nguyên thạch liền càng nhiều, tốc độ càng nhanh, đối ứng với nhau, cấp độ võ đạo nơi này cũng sẽ càng cao hơn. Phô tương thánh nhân nói, sau khi bước vào tinh thần cảnh, tốc độ tu luyện của hắn liền chậm lại, không phải một mực khổ tu liền có thể tăng nhanh như gió. Bởi vậy, hắn cũng ra hắc tháp, cũng đỡ phải mỗi lần đều bị lăng hàn ném ra làm bia đỡ đạn. Không hổ là địa phương có thể ra thánh nhân, tất cả mọi người cảm khái, trước đi qua vân đính tinh, cho rằng nơi đó linh khí đã đủ nồng nặc, nhưng đi tới nơi này mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Hơn nữa đây chỉ là một đầm lầy phổ thông, không phải thánh địa tu luyện gì. Nếu như đi tới danh sơn đại xuyên, vậy phía dưới khẳng định có mỏ quảng chân nguyên thạch, linh khí đậm đến hóa không ra. Bọn họ đi tới, tuy không đạt tinh thần cảnh không thể phi hành, nhưng lăng ba vi bộ ai không biết, dồn dập dẫm mặt nước, gợn sóng không sinh. ầm, um, một quái vật khổng lồ đột nhiên lao ra mặt nước, cắn tới đoàn người lăng hàn đây là một con cá sấu lớn màu đỏ thắm nhưng mọc ra một cái sừng trâu bốn cái chân sói cực kỳ quái dị tiểu thanh lệ gọi một tiếng trực tiếp đập ra hai chảo vung vẩy liền tóm lấy con cá sấu này nó hiển hóa ra chân thân hai cánh mở ra dài ngàn trượng so với con cá sấu này còn muốn to lớn con cá sấu này chỉ là phá hư cảnh nơi nào có thể ngang hàng một chảo liền tan xương nát thịt chết đến không thể chết lại tùy tiện một con cá sấu liền dám đánh lén chúng ta thực sự là muốn chết có điều, thiên địa hoàn cảnh nơi này quá thích hợp tu luyện, gặp phải con yêu thú thứ nhất liền là phá hư cảnh, đủ thấy nơi này nguy hiểm. Hừm, tuy chúng ta đều rất mạnh, nhưng vẫn cẩn thận một ít mới tốt. Xeo, đúng lúc này, chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua, đánh thẳng tiểu thanh, hiện tại nó có tới ngàn trượng, mục tiêu thực sự quá to lớn. Lăng Hàn thấy rõ, đạo lưu quang này là một mũi tên. Hắn lập tức gảy ngón tay, phát động lôi đình kiếm pháp, đi sau mà tới trước, đùng, mũi tên nhất thời nổ tung. Chương 1521, dưới Tử Phong Sơn thượng. Chỉ luận tốc độ, cung cấp, không, cung cảnh giới hẳn là không có ai có thể so với Lăng Hàn, mà nói đến uy lực, dung hợp thiên uy, lôi đỉnh kiếm pháp đồng dạng không thể coi thường. Lăng Hàn không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, bọn họ không có trêu chọc ai, lại bị vô duyên vô cớ bắn một mũi tên, đây là ý gì? Chỉ là, vẫn không có chờ bọn hắn đi tìm người đánh lén tính sổ, liền thấy một nam tử bay lướt lại, trên mặt mang theo một tia tức giận mà sau đó còn có hai tên lão giả, vừa nhìn chính là người hầu. Người phương nào ngăn trở bản thiếu săn bắn, nam tử này nói, mặt đầy ngạo khí, săn bắn, hắn xem tiểu thanh là yêu thú phổ thông, lang hàn hừ một tiếng, hắn vốn là người bao che khuyết điểm, hiện tại tiểu thanh bị người vô duyên vô cớ bắn một mũi tên, hắn há có thể không giận. Đây là thú sủng của ta, nhưng suýt chút nữa bị người gây thương tích, người muốn bồi thường thế nào? Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói, bồi, nam tử kia không khỏi bật cười lúc này hai tên lão bộc cũng theo tới nhưng căn bản không thèm nhìn tới mấy người lăng hàn chỉ cung kính đứng ở phía sau nam tử thực sự là chuyện cười lại còn có người dám muốn liễu thế nguyên ta bồi tiền không bồi cũng được lăng hàn gật đầu thời điểm liễu thế nguyên cho rằng hắn kinh sợ ta cũng bắn người một mũi tên liền coi như hòa nhau liễu thế nguyên đầu tiên là ngẩn ra sau đó giận tím mặt ngươi là đang tìm chết sao từ khi ca ca của hắn trở thành vương giả còn có người nào dám nói với hắn như vậy? Hoặc là xin lỗi, hoặc ăn ta một mũi tên." Lăng Hàn lạnh nhạt nói, ngữ khí cực kỳ kiên định. Làm càn, hai tên lão bộc nhảy ra ngoài, lại dám nói chuyện với thiếu chủ nhà ta như vậy, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết." Liễu Thế Nguyên ôm hai tay ở trước ngực, cười lạnh nói, "Ngươi có biết ta là ai không?" Phốc, bên Lăng Hàn hầu như mỗi người đều bật cười, đây là lời kịch tiêu chuẩn của nhị thế tổ a. À. Ngươi, các ngươi," Liễu Thế Nguyên nổi giận đây là thái độ gì lớn mật hai tên lão bộc đồng thời giết ra không chút kiêng kỵ nào mà phóng thích huy thế bản thân đinh bình bước ra cửu yêu không cam lòng yếu thế cũng bước ra oanh oanh hai người tất cả ra một quyền nhất thời hai tên lão bộc miệng mũi phun máu thân thể bay ngang bị đánh bay trở lại đùng đùng hai người nằm ở trên mặt đất hừ hừ y y nhưng làm sao cũng bỏ không lên được cái này liễu thế nguyên không khỏi sợ hãi tuy hai người này đều là tôi tớ của hắn nhưng thực lực còn mạnh hơn hắn, hắn chỉ là ỷ vào gia thế, đặc biệt là phúc ấm của huynh trưởng mới có tư cách sai khiến hai tôi tớ Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn. Nhưng bọn họ lại không phải đối thủ một quyền của hai người trẻ tuổi kia. "Ngươi, các ngươi không được làm loạn." Thấy Đinh Bình cùng Cửu Yêu ép lên một bước, Liễu Thế Nguyên vội vã rút lui, trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng, làm sao cũng không ngờ, chạy đến nơi đây săn bắn giết thời gian, lại sẽ chọc ra đại họa. Lăng Hàn cũng lười phí lời, vận chuyển Diệt Long tinh thần tiến, xèo kim quang lóe lên, đã bắn tới vai trái của Liễu Thế Nguyên, đùng, cả cánh tay của hắn nổ không còn, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Đây đương nhiên là Lăng Hàn hạ thủ lưu tình, bằng không cường giả như hắn ra tay, chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị làm sao có khả năng sống. Ngươi, ngươi, Liễu Thế Nguyên đau đến nước mắt nước mũi chảy ra, anh ta chính là Liễu Quân Thiên, ngươi dám đối với ta như thế, ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cút, Lăng Hàn phất phất tay, cũng không có hứng thú biết Liễu Quân Thiên là ai, đến liền đánh A. May là tiểu thanh nhà ta không có chuyện gì, bằng không chặt đầu chó của hắn. Giang xảo linh khó chịu nói, nàng cùng lão nhân sâm, con thỏ, tiểu thanh, thạch nhân quan hệ tốt nhất, hiện tại là cưỡi ở trên người của tiểu thanh, xoa xoa lông vũ của nó. Tất cả mọi người bật cười, giang xảo linh bướng bỉnh linh động, không giống ninh chi chi ôn nhu nghe lời, nhưng rất biết lấy lòng, trưởng bối nào cũng vô cùng yêu thích, cưng chiều nàng, cái này cũng là sức lực để nàng dám gây họa đi thôi mọi người đi tới tuy cái đầm lầy này không nhỏ nhưng tốc độ của mọi người cỡ nào chỉ hơn nửa ngày liền đi ra khu vực này phía trước xuất hiện một tòa thành lớn bọn họ tiến vào trong thành một là nghỉ ngơi hai là tìm hiểu tình huống làm sao cũng phải biết tinh xa vũ viện ở đâu chứ đây là một cổ thành tồn tại không biết bao nhiêu năm không cần vào thành xa xa liền có thể cảm giác được một luồng khí tức cổ lão tang thương đi vào trong thành cảm giác này càng thêm rõ ràng một khối gạch một khối đá cũng tỏa ra lịch sử địa điểm tìm hiểu tin tức tốt vĩnh viễn là từ lâu bởi vậy đoàn người tìm khách sạn cũng không mướn phòng khách mà ngồi ở trong đại sảnh vừa ăn vừa nghe người bốn phía nghị luận quả nhiên bọn họ gấp tốc hiểu rõ thế giới xa lạ này 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 các người có nghe nói không bách lão thế gia thất thiếu gia ở nửa tháng trước vừa cưới thiên kim của trưởng môn thạch pha môn Phốc, không phải chứ bách lão thế gia thất thiếu gia không phải được xương mỹ nam tử vạn năm khó gặp sao mà vị thiên kim kia của thạch pha môn có người nói không chỉ cực kỳ xấu hơn nữa tính cách hung ác đây là hoa tươi cắm vào ạch à, ngược lại là trà đạp a à. kha kha bách lão thế ra cũng không có cách nào bị kẻ địch lâu năm liễu ra áp sát chỉ có thể thông ra với thạch phá môn liễu ra a à, ra một thiên tài Hưng, thực sự là thiên tài có người nói 7 ngàn năm trước đã từng được nhiên đăng thánh nhân tán thưởng một câu cái gì đồ đệ thứ bảy của tinh sa đại thánh nhiên đăng thánh nhân chính mồm khen qua bằng không thì sao liễu quân thiên Bảy 000 năm trước chỉ vừa phá vào sơn hà cảnh, nhưng hiện tại đã là tinh thần cảnh trung cực vị. Có người nói cách đại cực vị cũng không xa, tốc độ tu luyện như vậy thực sự là đáng sợ. Lần này hắn tất vào tinh xa vũ viện, không nói cái khác, nhiên đăng thánh nhân sẽ nhìn với con mắt khác, lần này lại là chín thánh đồng thời chiêu thu đệ tử, tiến vào tinh xa vũ viện tất nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không nói thành thánh, bước vào hằng hà cảnh tuyệt không thành vấn đề. Hằng hà cảnh A, trà trà sách, tất cả mọi người cảm khái, cho dù ở nơi có 10 thánh, hằng hà cảnh cũng có thể xưng một tiếng cường giả, người có thể đạt đến một bước này rất ít ỏi. Chương 1522, dưới Tử Phong Sơn hạ. Liễu gia cùng Bách lão gia đều là thế lực tinh thần cảnh, nhưng bởi vì Liễu gia ra một Liễu Quân Thiên, huống hồ ở tương lai không xa có thể hoàn toàn ngự trị ở trên Bách lão gia, mà hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, tự nhiên để Bách lão gia hoảng, bức thiết tìm kiếm đồng minh. Thạch Pha Môn, thế lực hằng hà cảnh, tuy chỉ có một vị cường giả như vậy, hơn nữa đã sớm thoái ẩn làm thái thượng trưởng lão, nhưng dù sao cũng là hàng hà cảnh, đủ để chân áp liễu ra. Mọi người lăng hàn nhìn lẫn nhau, đều hơi kinh ngạc, đây cũng quá đúng dịp, mới nói liễu quân thiên, hiện tại liền từ trong miệng người khác nghe được, hơn nữa còn là cấp bậc vương giả trẻ tuổi, được một vị thánh nhân khâm điểm, thiên phú có thể thấy được chút ít. Có điều, bọn họ người nào không phải vương giả, nghe qua cũng coi như, làm sao có khả năng lòng sinh sợ hãi. Lại nói, liễu quân thiên thật giống như đi tới tử phong sơn. Hắn đi nơi đó làm gì? Lẽ nào ngươi không biết, gần đây có rất nhiều vương giả trẻ tuổi đến, ước định ở Tử Phong Sơn thưởng trà luận đạo, ở mấy ngày sau sẽ cử hành, người người đều lấy có thể chứng kiến làm vinh. Vậy thì có cái gì, đến xem không phải được. Ha ha, lão huynh ngươi nghĩ quá đơn giản. Không sai, trước tiên không nói những vương giả này đều có thị vệ mạnh mẽ ở dưới chân núi bảo vệ, thực lực không đạt đến cấp bậc vương giả căn bản không thể lên núi, liền nói bản thân Tử Phong Sơn này chính là một nơi quái lạ do thiên địa hình thành tinh thần cảnh có thể trèo lên đỉnh là đếm được trên đầu ngón tay. Cái gì, lại có chuyện như vậy? Lão huynh ngươi khẳng định là người ngoại lai, nếu như người của chúng ta vùng này, ai chưa từng nghe nói đại danh của tử phong sơn? Ai, vậy ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Lão tử chỉ đạt đến sơn hà cảnh, e là dưới chân núi cũng đi không tới. Cả đám đều than thở, nhưng rất nhanh liền nói đến thanh lâu, thảo luận hoa khôi nào công phu mạnh, nam nhân không thể rời bỏ chính là quyền lực, ẩu đả và mỹ nhân các nữ quyến đều lộ ra vẻ không vui lăng hàn đơn giản nói không bằng đi tử phong sơn nhìn xem tốt giang xảo linh e sợ cho thiên hạ không loạt lập tức kêu đến đang muốn đi gặp gỡ vương giả nơi này vũ hoàng lộ ra chiến ý hừng hực đừng nói hắn là người hiếu chiến mấy người đinh bình cửu yêu tự nhiên cũng không ngoại lệ chút nào đi bọn họ tính tiền tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết nơi của tử phong sơn nhọn núi kỳ quái này có đại danh đỉnh đỉnh trong mười người có ít nhất 9 người biết Tử phong sơn cách này không xa, mọi người toàn lực chạy đi, thực lực thấp liền tiến vào hắc tháp, chỉ hơn nửa ngày mà thôi, phía trước liền xuất hiện một tòa cô phong. Tòa cô phong này không có gì kỳ quái, nhưng gió thổi ở bốn phía lại phi thường quái lạ, lại có màu tím. Tử phong sơn, xứng danh, lúc này dưới chân núi của tử phong sơn đã người đông như mắc cửi, mỗi một người đều ngưỡng cổ nhìn trên đỉnh núi, mà giữa bầu trời cũng phiêu phủ chỉ ít mấy trăm người, có chút là tinh thần cảnh, có chút không phải, mà người mọc ra cánh hiển nhiên các phương giả thưởng trà luận đạo nắm giữ sức hấp dẫn to lớn ngay cả tinh thần cảnh cũng chạy tới xem trò vui vẫn là rất náo nhiệt lang hàn cười nói tứ đệ đi chúng ta đi tới chiến thoải mái vũ hoàng dũng cảm nói lang hàn không khỏi nói nhị ca người ta là thưởng trà luận đạo không phải là uống chút trà đánh nhau sao vũ hoàng không phản đối phải vị nhị ca này càng ngày càng hiếu chiến lang hàn nhìn về phía đám người đinh bình nói các ngươi ở chỗ này chờ đi ngọn núi này chỉ có tinh thần cảnh mới có thể leo hơn nữa phải là vương giả trong tinh thần cảnh tuy đám người đinh bình tu ra cực cảnh nhưng vẫn không có bước vào tinh thần cảnh còn thiếu rất nhiều tư cách tự nhiên cũng bảo vợ ở bên cạnh chờ lên núi chỉ có sáu người lăng hàn vũ hoàng loạn tinh nữ hoàng thiên phượng thần nữ tự nhiên vô tương thánh nhân có điều sáu người này vô cùng mạnh mẽ loạn tinh nữ hoàng đạt đến tinh thần cực cảnh đỉnh cao nếu như nàng ra tay quả thực chính là bắt nạt người Bọn họ tách mọi người đi ra, muốn leo núi. Ha, lại có mấy người không biết điều, muốn lên núi nhiều người lắm, nhưng lại có mấy người có tư cách. Đừng nói tử phong sơn khó trèo, bọn họ căn bản không có cơ hội leo núi. Người ở phụ cận đều chê cười, không xem trọng sáu người lang hàn chút nào. Bởi vì, các vương giả lên núi đều sẽ có thị vệ của mình ở lại, mà có thể trở thành thị vệ của vương giả, vì tiện sách một cái ra cũng có thể xưng là thiên kiêu đương đại. Đứng lại, mấy người lang hàn vừa đến gần chân núi liền bị người ngăn lại. Đây là mấy người trẻ tuổi cực kỳ ngạo khí, rõ ràng chỉ là thị vệ của một số vương giả, nhưng từng cái từng cái ngạo khí trùng thiên, hận không thể đem con mắt dán lên chán, có thể càng thêm miệt thị tất cả. Có điều khoan hãy nói, những người này xác thực rất mạnh, đều là tinh thần cảnh, có một người thậm chí đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn, e là so với cảnh giới của rất nhiều vương giả còn cao hơn. Nhưng được gọi là vương giả, tuyệt không phải bởi vì cảnh giới cao, mà là thực lực đánh nhau cùng cấp chỉ có thể quét ngang cùng cấp mới có tư cách xưng vương. Lang Hàn liếc mắt nhìn nói, tại sao, nhiều đại nhân đang thưởng trà luận đạo, những người không có liên quan, không thể quấy dày. Một người trẻ tuổi mặc trang phục màu tím từ tốn nói, căn bản không nhìn người. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, núi này là của nhà người sao? Không, không phải, nam tử áo tím theo bản năng lắc đầu. Vậy ngươi nói cái quỷ gì? Lang Hàn diếu cợt nói, ngươi, nam tử áo tím giận dữ, trong mắt nhảy ra hỏa tinh, nhưng nghĩ tới chủ nhân giáo huấn, liền mạnh mẽ đè xuống hỏa khí, phất tay một cái nói. Nói chung, ngày hôm nay tuyệt không cho phép bất luận người nào đi tới. Thế vì sao trên núi có người? Lăng Hàn tâm tình không tệ, cùng đối phương đi vòng. Nam tử áo tím có chút phát điên nói, không có ai làm sao thưởng trà luận đạo. Đúng vậy, nếu người khác có thể đi tới, tại sao chúng ta không được chứ? Lăng Hàn cười nói, lẽ nào nước trà này quá đắt, yên tâm, ca có tiền, có rất nhiều tiền, Người có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, kia là vương giả tụ hội, ngay cả thiên kiêu cũng không có tư cách tham dự. chương 1523, vương giả không chú trọng. Nam tử áo tím đã không biết nên nói cái gì, người này cũng quá quấy nhiễu đi. Hắn dừng một hồi lâu, mới nói, người có tư cách như vậy sao? Người có thể đánh nhau sao? Tại sao không có? Lang Hàn cười nói, đừng nhìn dáng dấp của ta không khỏe mạnh, nhưng một cái đánh năm, tuyệt đối không có vấn đề. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta liền để ngươi lên núi. Mặc dù nam tử áo tím mới cùng Lăng Hàn nói vài câu, cũng đã có ý khó chịu, cuối cùng thiếu kiên nhẫn. Lăng Hàn nhìn mấy người khác một chút nói, vậy bọn họ thì sao? Mấy người còn lại đang xem trò hay, nghe vậy không khỏi nở nụ cười nói, nếu ngươi có thể đánh bại Văn Đông, chúng ta liền để các ngươi lên núi. Được, Lăng Hàn bắt đầu hoạt động tay chân, loạn tinh nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đều cười yếu ớt, các nàng đều khoác áo choàng, ngay cả dung nhan tuyệt lệ cũng bị che bằng không tất nhiên sẽ khiến cho náo động, dù sao nơi này cường giả tinh thần cảnh quá nhiều, thủ đoạn phổ thông không cách nào che lấp. Phú Hoàng hai tay ôm ngực, hắn tự nhiên xem thường cùng mấy tiểu nhân vật này giao thủ, nhưng hắn cũng không vội, ngược lại các phương giả trên núi sẽ không chạy. Nam tử áo tím tên Văn Đông, hắn nhìn dáng dấp của Lăng Hàn hài hước, không khỏi vui vẻ nói. Quên đi, cũng không cần giao thủ, ta đứng ở đây cho ngươi đánh ba quyền, chỉ cần ngươi có thể đánh cho ta rút lui một bước, ta liền mở ra một con đường, để cho các ngươi lên núi những người khác thì cười vui vẻ bọn họ đều là thiên kiêu đương đại chỉ ít cũng là thiên tài tứ tinh thực lực vượt xa cảnh giới mặc dù nói cho người đánh ba quyền nhưng chỉ cần vận chuyển nguyên lực hộ thân vẫn là thỏa thỏa thật chứ ánh mắt lăng hàn cố ý sáng lên há có thể lừa ngươi văn đông khinh thường nói trên thực tế coi như để sáu người lăng hàn lên núi thì đã làm sao bọn họ có thể chống đỡ quái lực của ngọn núi kỳ quái này sao ngay cả thiên kiêu như bọn họ cũng có cảm giác cật lực, chỉ có vương giả mới có thể như không có chuyện gì xảy ra chịu đựng. Vậy ta liền không khách khí, Lăng Hàn cười nói, vừa định ra quyền, rồi lại nói. Muốn xuất toàn lực sao? Đương nhiên, Văn Đông mặt đầy ngạo nhiên, vạn nhất ngươi bị ta đánh chết, vậy sao làm bây giờ? Lăng Hàn hơi ngượng ngùng nói, Văn Đông lại phát điên, chút cân lượng ấy của ngươi cũng muốn đánh chết ta. Đùa gì thế, hắn hừ một tiếng, cứ việc ra tay, không được a, à ta thật sự sẽ đánh chết ngươi, cha mẹ ngươi nhất định sẽ tìm ta phiền phức, còn có cô ba bà sáu, thất đại thẩm bát đại di. Vậy ta liền gây chuyện lớn rồi, Lăng Hàn liên tục lắc đầu, một bộ nói cái gì cũng không làm. Ra mặt của Văn Đông vặn vẹo, không khỏi cất cao thanh âm nói. Bảo ngươi ra tay liền ra tay, ngươi thật có thể thương tổn được ta coi như bản lĩnh của ngươi, coi như ngươi có thể đánh chết ta cũng không có chuyện gì, người nơi này đều có thể làm chứng. Vậy ta liền yên tâm, Lăng Hàn thở ra một hơi thật dài, một bộ như chút được gánh nặng. Dựa vào, người cho rằng thật có thể đánh chết ta. Văn Đông chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ xúc động, rất muốn rút quyền đánh người, nhưng nghĩ tới mình thả ra ước định, liền nặng nề hừ một tiếng nói. Hiện tại, người có thể ra tay rồi chứ? Lam Hàn vui vẻ nói. Đại ca, từ huynh, thê tử, các người gặp qua người hèn hạ như thế, chủ động đòi người đánh chưa? Không có, đám người vũ hoàng đều cười lắc đầu, vô tương thánh nhân cũng bật cười. Phốc, ngay cả mấy thị vệ khác cũng bật cười lên, chỉ cảm thấy Lăng Hàn quá cay độc, lại đào cho Văn Đông một cái hố lớn như vậy. Văn Đông tự nhiên giận tím mặt, hai mắt phun ra hỏa, muốn ra tay. Người muốn làm gì, không tuân thủ ước định sao? Lăng Hàn lập tức nói, hình ảnh Văn Đông vung nắm đấm lên ngắt quáng, hắn tốt xấu gì cũng là thiên kiêu đương đại, tự nhiên là muốn mặt, dưới con mắt mọi người hắn nào không ngại ngùng nuốt lời, lúc này lại tức giận cũng phải để nắm đấm xuống, chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén một hơi hắn xin thề, chờ Lăng Hàn đánh qua ba quyền, hắn nhất định phải cho đối phương ăn đủ vị đắng. Lăng Hàn đột nhiên biểu hiện nghiêm nghị, bắt đầu vận chuyển nguyên lực, hữu quyền vung lên, thiên uy ngưng tụ, tỏa ra áp lực đáng sợ. Đùng 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 đùng, rất nhiều người ở phụ cận nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất. Đây chính là thiên uy, cảnh giới không bằng Lăng Hàn, căn bản ngay cả sức chống đỡ cũng không có, cho dù trên Lăng Hàn cũng bị cắt bỏ hai tinh. Văn Đông lập tức biến sắc, cảnh giới của hắn cùng Lăng Hàn tương đương, đều là trung cực vị bởi vậy không có dọa ngồi xuống đất nhưng cảm ứng được khí tức đáng sợ trên người đối phương đáy lòng hắn phát lên hàn ý cái này tuyệt không phải một tên tinh thần cảnh phổ thông cũng không phải thiên kiêu hắn con mẹ nó là vương giả a hắn vẫn đi theo vương giả làm sao có khả năng sai lầm văn đông muốn khóc mọi người cảnh giới giống nhau hắn làm sao chống đỡ được ba quyền của vương giả đừng nói ba quyền ngay cả một quyền cũng không đấu lại a gài bẫy mặt hắn oan ức làm sao có vương giả không chú trọng không phong độ như thế liên tiếp hãm hại hắn hai lần hắn vội vàng nói ta chịu thua ta chịu thua thật muốn bị oanh một quyền hắn liền chết vô ích không nghe hắn trước đã nói sao đánh chết cũng không cần lăng hàn phụ trách vậy thì chịu thua lăng hàn tiếc nuối ít nhất cũng phải đánh một quyền chứ hắn có kè mặc cả a à, văn đồng đồng đưa đầu như chống lắc lăng hàn nhìn về phía mấy người khác nếu không các ngươi người nào thay hắn đỡ a à, những người khác cũng lắc đầu liên tục lúc này lang hàn mới nói núi này lại không phải nhà ngươi mở chiếm núi làm vua rất bá đạo rất uy phong đúng hay không mọi người thế mới biết lang hàn cũng không phải cố ý giả heo ăn thịt hổ mà là có ý cho những người ngạo khí trùng thiên này một bài học t ai có thể nghĩ tới cái này là một vị vương giả không biết đến từ tinh vực nào có thể trở thành vương giả khẳng định đến từ tinh vực lớn có điều vị vương giả này thật có chút gài bẫy cố ý bố trí cho Văn Đông một cái bẫy. Kha kha, ai bảo bọn họ muốn phong tỏa nơi đây, người ta muốn đi tới cũng không được. Ta cảm thấy vị này giáo huấn rất phải, từ phong sơn lại không phải nhà hắn mở. chương 1524, khổ chủ đến rồi. Chính phải, người dưới chân núi nghị luận sôi nổi, vẫn còn có chút người cảm thấy lăng hàn hơi gài bẫy, nhưng càng nhiều người lựa chọn giúp đỡ lăng hàn. Lên núi đi, Vũ Hoàng nói, quả đấm của hắn đã ngứa, thấy đoàn người lăng hàn đều muốn lên núi, Phan Đông không khỏi lộ ra nụ cười lạnh lùng. Các ngươi cho rằng đây là địa phương nào, tại sao Chư Thiên Kiêu muốn chọn ở đây thưởng trà luận đạo? Đó là bởi vì nơi này không phải là ai cũng có thể tới. Vương giả đương nhiên là dễ dàng, nhưng cho dù thiên tài tứ tinh như hắn, muốn đặt chân lên đỉnh cao nhất vẫn có áp lực tương đối lớn, chỉ ít tuyệt không có thừa lực đi động thủ. Có người nói, Tử Phong Sơn sẽ như vậy chính là tác phẩm của một vị thánh nhân, là hắn điểm hóa ngọn núi này, khiến cho nó nắm giữ năng lực quái lạ. Người bình thường dù đạt đến tinh thần cảnh cũng rất khó leo, chỉ có ở một cảnh giới nào đó tu ra cực cảnh, hơn nữa đạt đến tinh thần cảnh, lúc này mới có thể thong dong mà qua. Hơn nữa, tu ra số lượng cực cảnh càng nhiều, vậy đi càng ung dung. Lẽ nào những người này đều là vương giả? Đùa giỡn, làm sao có khả năng? Chờ ăn quả đắng đi, hắn không leo được, tự nhiên cũng mong chờ người khác không leo được, như vậy trong lòng hắn mới sẽ cân bằng. Không chỉ Văn Đông, rất nhiều người cũng ôm ý tưởng giống nhau số lượng vương giả thưa thất cỡ nào, một tinh cầu cũng rất khó tìm ra một cái, toàn bộ tinh vực gộp lại khả năng chỉ chừng 10 người, mà cái này còn phải là tinh vực lớn, tinh vực nhỏ chỉ có thể ra một hai cái, thậm chí một cái cũng không có. Sáu người lăng hàn vừa định lên núi, chỉ thấy ba bóng người bay vụt tới, một người trong đó càng thảm, vai trái không còn, chỉ còn dư lại một mảnh máu thịt be bét. Nguyên thiếu, nguyên thiếu, một tên thị vệ áo đen đột nhiên nói, trên mặt có vẻ khiếp sợ, mới đầu hắn cũng không nhận ra người bị thương, bởi vì hắn căn bản không thể tin được. ở một đồ tinh, đặc biệt là vùng tử phong sơn này, ai dám ra tay với người của liễu gia? không sai, người bị thương đương nhiên chính là liễu thế nguyên, nhị thế tổ bị lang hàn đả thương. thanh ca, liễu thế nguyên vừa thấy đối phương, không khỏi nước mắt chảy ra. người thân, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy người thân. hắn vô cùng kích động, dùng cánh tay duy nhất nắm lấy đối phương. thanh ca người giúp ta báo thù giúp ta báo thù a là ai hạ thủ người được gọi là thanh ca mặt đầy lạnh lùng sát khí mười phần hắn gọi trương thanh cũng không phải người của liễu gia mà là thị vệ của vương giả trẻ tuổi liễu quân thiên có điều có thể trở thành thị vệ của liễu quân thiên thực lực của hắn đương nhiên không thể khinh thường chính là thiên tài tứ tinh bất luận để ở nơi đâu cũng có thể xưng tụng một tiếng thiên kiêu sẽ đi theo liễu quân thiên đó là bởi vì hắn nhìn thấy tiền đồ của liễu quân thiên cực kỳ quang minh ngày sau có khả năng thành thánh, mà hắn có tự mình biết mình đời này là không thể thành thánh, bởi vậy ôm bắp đùi của Liễu Quân Thiên, tương lai nói không chắc có cơ hội trở thành cường giả Hằng Hà Cảnh. Hằng Hà Cảnh a, như thế vẫn chưa đủ châu bò sao? Bởi vậy hắn xem Liễu gia là chuyện của nhà mình, thậm chí tích cực gấp trăm lần. Liễu Thế Nguyên bị trọng thương, hắn há có thể không giận, không vội? Một bầy cầu nam nữ, đầu lĩnh a, à, trong mắt của Liễu Thế Nguyên chỉ có Trương Thanh, nhưng nói ra lời này lại từ phía sau cảm giác được một luồng hàn ý đáng sợ, hắn không khỏi quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy sát tinh có thể làm cho mình gặp ác mộng kia, lập tức sợ đến hét dầm lên. Tốc độ của hắn không nhanh như lăng hàn, dọc theo đường đi không có làm lỡ thời gian, thẳng đến tử phong sơn cầu huynh trưởng ra mặt, bởi vậy chỉ chậm hơn đám người lăng hàn một chút. Nói sát tinh, sát tinh liền đến, liễu thế nguyên sợ đến trốn ra phía sau của trương thanh, dùng một tay duy nhất chỉ vào lăng hàn. Thanh ca, chính là hắn, chính là hắn ngươi nhanh thay ta giết chết hắn không ngươi trọng thương hắn để cho ta tới giết chết hắn còn có hai nữ nhân này tuy che mặt nhưng tư thái không tệ nói nói hắn bắt đầu ý nghĩ kỳ quái dưới tình huống như vậy còn có thể động suy nghĩ không đứng đắn người này cũng không thẹn danh công tử bột nhưng trương thanh lại hoảng sợ mặc dù hắn là cấp bậc thiên kiêu nhưng có thể so với vương giả sao trừ khi cảnh giới của hắn xa xa chiếm ưu thế nhưng hắn chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị a So cảnh giới không phải là đối thủ, thiên kiêu cùng vương giả càng tranh lệch rất lớn, hắn làm sao báo thù? chịu chết còn tạm được. ô, thanh ca, người còn lo lắng cái gì? nhanh a! À. liễu thế nguyên thúc giục, lộ ra vẻ bất mãn, gọi đối phương thanh ca. đó là bởi vì huynh trưởng hắn yêu cầu, bởi vì đây là một con chó không tệ, có thể dùng một chút muốn lung lạc lòng người. nhưng kẻ thù ở trước mắt, trương thanh lại làm bộ như không thấy, vậy thì để hắn không vui. người có ý tứ gì? ăn cơm của liễu gia ta, không làm chó của liễu gia. Trương Thanh nào dám lên, vẻ mặt của hắn đau khổ nói. Nguyên thiếu, này vị chính là vương giả, cái gì, liễu thế nguyên không khỏi cả kinh, bởi vì huynh trưởng của mình chính là vương giả, hắn tự nhiên cũng biết hai chữ này đại biểu cái gì. Cung cấp vô địch, đương nhiên, đây là một ngụy mệnh đề, bởi vì cung cấp vô địch chỉ có thể có một người, nhưng trở thành vương giả, chỉ ít ở một tinh cầu cung cấp là vô địch, cho dù phóng tới tinh vực, nhiều nhất cũng chỉ 10 cái. Vương giả, bản thân hai chữ này liền như một tòa núi lớn, có thể ép tới người không thở nổi. Nhưng Liễu Thế Nguyên lập tức ngạo nhiên nói, vương giả cũng chia cấp bậc, ca ca ta chính là vương giả cấp 2. Xác thực như hắn từng nói, vương giả cũng chia đẳng cấp, tương tự là tinh thần cảnh, tu ra một lần cực cảnh cùng tu ra hai lần cực cảnh có thể giống nhau sao? Dù cho cảnh giới cao, cực cảnh trước hiệu quả sẽ hạ thấp, nhưng tranh lệch vẫn sẽ có, chỉ là không quá lớn. Nhưng đối với vương giả mà nói, đánh nhau cùng cấp, điểm ấy tranh lệch đủ để chí mạng. Tu ra một lần cực cảnh, chính là vương giả cấp 1, hai lần là cấp 2, ba lần là cấp 3, cứ thế suy ra, nhưng cực hạn cũng chỉ cấp 5, bởi vì không có nhiều cực cảnh như vậy cho người tu. Trước liền nói, vương giả ít, một tinh vực nhiều nhất chừng 10 cái, vương giả cấp 2 càng khả năng chỉ có một hai cái, thậm chí một cái cũng không có. Nhưng liễu quân thiên chính là vương giả cấp 2, chương 1525, tất cả đều là vương giả. Anh trai ta đâu, gọi anh trai ta tới, để anh trai ta trấn áp hắn. Liễu Thế Nguyên cuối cùng cũng biết Trương Thanh là không thể đánh bại Lăng Hàn. Trương Thanh quyết định thật nhanh nói, ta lập tức đi thông báo đại nhân, hắn biết Liễu Quân Thiên chỉ có một thân đệ, cực kỳ sủng nịch. Hừ hừ, dám đả thương ta, sống không kiên nhẫn. Liễu Thế Nguyên ngạo nhiên nói, người ở đây nhiều như vậy, hắn cũng không sợ Lăng Hàn sẽ hành hung, hắn dám. Oanh, chỉ là hắn còn chưa nói hết, cả người đột nhiên hóa thành mưa máu. Trương Thanh vừa muốn lên núi, nhưng im bặt đi, miệng mở to, tựa hồ căn bản không thể tin được. Không chỉ hắn, tất cả mọi người cũng kinh sợ, bọn họ nhìn Liễu Thế Nguyên hóa thành mưa máu, lại nhìn Lăng Hàn dù bận vẫn ung dung thu hồi nắm đấm, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, có một loại hàn ý khôn kể. Kia là đệ đệ của Liễu Quân Thiên A, xa không nói, nơi này có ít nhất mấy trăm người có thể thuấn sát Liễu Thế Nguyên, nhưng coi như Liễu Thế Nguyên ở đây tát tai bọn họ, đại bộ phận người cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhục, dối mặt ra cho đối phương đánh người có gan lớn thực lực mạnh sẽ né tránh nhưng muốn nói đến hoàn thủ không có một người dám bởi vì ba chữ liễu quân thiên nhưng hiện tại lại có thể có người đánh giết đệ đệ của hắn chuyện này trời muốn sụp a à, có thể tưởng tượng liễu quân thiên sẽ nổi giận thế nào dưới cơn nóng giận giết chết tất cả mọi người bọn họ cũng không phải là không có khả năng ai bảo bọn họ thấy chết mà không cứu trong lòng bọn họ khổ a à, ai biết lăng hàn sẽ xuất thủ dám ra tay chứ hơn nữa, đối phương là cấp bậc vương giả, coi như biết hắn sẽ xuất thủ, lại có mấy người ngăn được. Xong, lần này chọc thủng bầu trời rồi, tất cả mọi người đều câm như hến, lần này làm sao bây giờ? Ngươi, ngươi, ngươi dám, Trương Thanh nói lắp, hắn cũng bối rối, coi như ngươi là vương giả, nhưng hung hãn giết đệ đệ của một vương giả khác, đây là khiêu khích tuyệt đối, không kết làm tử thù mới lạ. Ngươi từ đâu tới dũng khí A, không có nghe nói, liễu quân thiên chính là vương giả cấp 2 sao, cấp 2, toàn bộ thiên hạ có mấy vương giả cấp 2, lang Hàn không có để ý tới, Liễu Thế Nguyên lại dám ở ngoài miệng không sạch sẽ với loạn tinh nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ, hắn làm sao có thể nhẫn. Đừng nói Liễu Thế Nguyên, ngay cả Liễu Quân Thiên thì đã làm sao, hắn như thường một đấm đập tới. Đi thôi, sáu người cất bước mà đi, lên núi, nghĩa nó, như nhân A, à. giết đệ đệ của Liễu Quân Thiên lại còn dám lên núi, đây là dũng khí cỡ nào. Chỉ là ngươi xác định có thể ngang hàng Liễu Quân Thiên sao? Tuy hắn mới là tinh thần cảnh trung cực vị, nhưng đã có danh xưng Liễu gia đệ nhất cao thủ, càng được một vị thánh nhân khen qua, sức chiến đấu chỉ có thể dùng vô song để hình dung. Trương Thanh cũng choáng váng, tuy hắn hận không thể giết Lăng Hàn, nhưng không thể không khâm phục, đây mới là vương giả, ta muốn làm gì thì làm, chắc chắn sẽ không bị người khác khống chế. Sáu người lên núi, từ từ thong dong, mẹ kiếp, ta gặp được quỷ sao? Ta cũng nhìn thấy quỷ sao? Hí, mọi người cùng nhau hít một ngụm khí lạnh, sáu người này lại đều có thể lên núi, hơn nữa, thật giống như đều rất dễ dàng. Ta sát, sáu tên vương giả, trời à, bọn họ đều ôm đầu, cái này quá khó mà tin nổi, lại một hơi xuất hiện sáu vương giả. Vương giả trên núi đương nhiên không chỉ sáu tên, nhưng người nào cũng đơn độc mà đến, nhiều nhất mang theo mấy thị vệ. Trước đó, mọi người cũng cho rằng đám người Vũ Hoàng là thị vệ của Lăng Hàn, nhưng hiện tại đến xem, nếu như bọn họ là thị vệ, không khỏi tăng đẳng cấp thị vệ lên tới một độ cao mới a. À. Nhìn một hồi liền biết rồi, Trương Thành cũng ra sức lên núi, hắn đã liều cái mạng ra, nhưng khoảng cách cùng đám người lang hàn không ngừng kéo lớn, mặc hắn đầu đầy mồ hôi cũng vô dụng, trái lại mấy người lang hàn đều cười cười nói nói, vô cùng dễ dàng. Nếu như bọn họ biết còn có đinh bình, cửu yêu bởi vì không có bước vào tinh thần cảnh, không thể leo núi, hiện tại sắc mặt khẳng định càng thêm đặc sắc. Những người này đến tột cùng đến từ tinh vực nào? thật đáng sợ, lại chạy ra nhiều vương giả như vậy. Nói không chắc, người trẻ tuổi kia cũng là vương giả cấp 2. Vậy dĩ nhiên không cần sợ liễu quân thiên. Ha ha, người đây cũng quá biết nghĩ, vương giả cấp 2 không phải dễ dàng ra như thế, trong người vương giả cũng chưa chắc có thể ra một cái. Thế sự không có tuyệt đối, lẽ nào ngươi không nghe nói, trước đây có một thích ra, một môn ba vương giả, hơn nữa mỗi người đều là cấp 2 sao. Hít, cái này ta tự nhiên nghe nói qua. Nhưng bọn họ có thể so với Thích Gia sao? Thích Gia năm đó từng ra một vị thánh nhân, người ta là huyết mạch của thánh nhân a. Nhưng nếu người kia không phải vương giả cấp 2 thì làm sao dám lên núi? Người phía dưới đều bắt đầu cái cỏ, cực kỳ náo nhiệt, đương nhiên, bọn họ càng thêm chờ mong chiến đấu sắp bạo phát trên núi, chỉ cần Trương Thanh mang tin tức Liễu Thế Nguyên bỏ mình tới, vậy tất nhiên sẽ bạo phát một hồi vương giả huyết chiến. Không phải luận bàn, mà là tử chiến chân chính, có chút ý nghĩa Gió núi nơi này mang theo một luồng uy thế, chỉ nhằm vào thần hồn. Lăng Hàn nói, đây là thủ đoạn của thánh nhân, Vô Tương thánh nhân nói, ở phương diện này hắn có quyền lên tiếng nhất. Bản tọa năm đó cũng có thể làm, bố trí xuống một vùng cấm, chỉ có vương giả mới có thể đi vào. Tất cả mọi người ha ha, vị thánh nhân này khá thích nói khoác, mới đầu bọn họ còn cả kinh một chút, nhưng hiện tại đương nhiên mỗi người đều miễn dịch, sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần tu ra một lần cực cảnh, Liền có sức đề kháng với uy thế này rất lớn Hai lần hầu như có thể không nhìn Vũ Hoàng gật đầu Nơi này lấy loạn tinh nữ hoàng thoải mái nhất Nàng tu ra ba lần cực cảnh Cái này cho dù ở trong thánh nhân cũng cực kỳ hiếm thấy Nói cách khác Cho dù kéo tinh xa đại nhân về tinh thần cảnh Hắn cũng chưa chắc là đối thủ của nữ hoàng Mà thiên phượng thần nữ thì thoáng vất vả Nàng ở sơn hà cảnh không có tu ra cực cảnh Vương giả cấp 1 ở đây chỉ có thể miễn cưỡng nói thành thạo điêu luyện Bọn họ đi cũng không nhanh một đường thể ngộ thủ đoạn của thánh nhân, đây cũng không phải chỉ là uy thế, còn có tia tia ý chí của thánh nhân, cảm ngộ một hồi rất có lợi. Chương 1526, tinh vực nhỏ. Trương Thanh liều mạng chạy, nhưng càng ngày càng cách xa, cuối cùng bị núi đá chặn, không nhìn thấy cái gì cả. Nửa nén hương sau, sáu người lăng hàn leo lên trên đỉnh núi. Nơi này bị mạnh mẽ cắt ra một đỉnh băng, nhưng nhìn vết cắt, đây hẳn là phát sinh ở rất nhiều năm trước, có thể chính là tác phẩm của vị thánh nhân kia. Trên đỉnh núi lại có chừng 30 người, chỉ có bốn nữ tử, cái khác đều là nam nhân, nhưng bất luận giới tính, mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ, cho dù có người trên đầu mọc sừng, sau đùi có đuôi, có hai cánh, thì vẫn có một loại mị lực huynh đảo thiên hạ. Đây là phong thái của vương giả, các vương giả đang luận đạo, thảo luận một loại biến hóa nào đó của quy tắc hỏa hệ, nhưng cảm ứng được có người lên núi, bọn họ dồn dập quay đầu nhìn nhau, phát hiện nhóm người lăng hàn, không khỏi kinh ngạc. Lại một hơi đến 6 cái, hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ hiển nhiên đã sớm nhận thức, quan hệ rất tốt. Nhìn khoảng cách của bọn họ liền biết rồi, không phải bằng hữu ai sẽ yên tâm cho đối phương tiếp cận mình trong vòng ba trượng người ta cũng là vương giả A. Trong khoảng thời gian ngắn, vương giả nơi này lại tập thể sản sinh tâm ý bài xích, bởi vì cái đoàn thể nhỏ này thực lực kinh người, không phải vương giả cấp 2, có thể sẽ bị quét ngang. Mấy vị, tại hạ thượng quan hoành, thẹn là người tổ chức thưởng trà luận đạo lần này, xin hỏi các vị xưng hô như thế nào? một người trẻ tuổi sau lưng có cánh đi ra trên mặt của hắn mang theo nụ cười ôn hòa thật giống như rất bình dị hô 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 đúng lúc này chỉ thấy trương thanh cuối cùng ở phương xa hiện ra thân hình thật giống như lão cẩu miệng mở to không ngừng phun ra bạch khí trên mặt tất cả đều là mồ hôi toàn thân ướt đẫm lẽ nào trời sập sao gấp như thế làm gì nơi này đều là vương giả tự nhiên mỗi người nhãn lực cao minh trương thanh đây là đánh bạc mạng giả a đừng xem hiện tại hắn chỉ đổ mồ hôi nhưng trên thực tế là mạnh mẽ tăng tốc, gắng gượng chống đỡ uy thế nơi này, đối với hắn tạo thành thương tổn là không nhìn thấy sở không được, đủ khiến hắn ở sau đó mấy năm, thậm chí trong vòng mấy chục năm nguyên khí đại thương, khó có một tia tiến bộ. Tu vi rút lui cũng không phải là không có khả năng. Liễu quân thiên tự nhiên nhận ra đây là thị vệ của mình, hắn không khỏi kinh ngạc, đến tột cùng phát sinh đại sự gì, lại để thị vệ của mình liều mạng như vậy. Thân hình hắn lướt ra, đi đón Trương Thanh, lang Hàn không có nhìn nhiều, chỉ báo tên của mình, Vũ Hoàng, tự nhiên, vô tương thánh nhân cũng như thế, đương nhiên, vô tương thánh nhân không thể lại tự xưng thánh nhân, nếu không sẽ bị người làm mất mặt, giả mạo thánh nhân, đây cũng quá hung hăng. Loạn tinh nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ không có mở miệng, các nàng từ trong không gian linh khí lấy ra một cái ghế ngồi xuống, tao nhã, mê người, nhất thời kéo tới không ít tầm mắt của vương giả. Lăng huynh, các ngươi đến từ tinh vực nào? Có người hỏi, mọi người đều đến từ một quốc gia, vậy sẽ hỏi ngươi đến từ khu vực nào người đồng nhất khu vực khẳng định càng thêm thân thiết phóng tới tinh vực vậy người đến từ đồng nhất quốc đồng nhất tinh cầu liền tự nhiên thành đồng minh phóng tới trong toàn bộ tinh vũ vậy phạm vi càng lớn rồi đến từ đồng nhất tinh vực chính là đồng hương đối với vương giả mà nói cái này là một loại cảm giác quang vinh bởi vì bọn họ liền đại biểu trình độ võ đạo của tinh vực này người nào không muốn làm vẻ vang tinh vực mình lại như đại biểu tông môn xuất chiến có tính chất biệt lập, đây là Vinh Quang chung Đám người lăng hàn nhìn lẫn nhau, mới nói: "Đông Minh Tinh vực, Hợp Ninh Tinh thuộc về Đông Minh Tinh vực, nếu Hằng Thiên Đại Lục phi thăng tới Hợp Ninh Tinh, bọn họ tự nhiên cũng thuộc về Hợp Ninh Tinh, Đông Minh Tinh vực." "Đông Minh Tinh vực?" Nhiều vương giả đều lộ ra vẻ mờ mịt, bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói Đông Minh Tinh vực, đây là tinh vực lớn nào, lại một hơi ra sáu tên vương giả. "Đông Minh, Đông Minh, a, à, ta biết rồi." Một tên vương giả đột nhiên vỗ cả hai tay lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Là tinh vực lớn nào, mọi người dồn dập truy hỏi, nhưng sắc mặt vương giả kia quái lạ, lắc lắc đầu. Lẽ nào là tinh vực cực lớn? Ở thần giới, tinh vực có hàng hà cảnh được gọi là tinh vực lớn, nhưng yêu cầu có ít nhất 10 tên cường giả như vậy, hơn nữa phải có một người đạt đến hàng hà cảnh đại viên mãn, mà nắm giữ thánh nhân, liền có thể được gọi là tinh vực cực lớn, vậy thì không cần đại thánh hay thánh vương, chỉ cần là thánh nhân liền được, cũng không có số lượng yêu cầu, thánh nhân quá khó ra. Đều không phải, vương giả trước vẫn lắc đầu. Đông minh tinh vực là một tinh vực nhỏ. Tinh vực nhỏ, không đạt tới tiêu chuẩn của tinh vực lớn, vậy hết thảy đều được gọi là tinh vực nhỏ. Tất cả mọi người sắc mặt quái lạ, cái tinh vực nhỏ này lại có thể chạy ra sáu tên vương giả, thực sự là khó mà tin nổi. Phải biết coi như là tinh vực lớn, cũng nhiều nhất đồng thời ra hai, ba vương giả, nếu có bốn, năm vị, vậy tuyệt đối là nghênh đón võ đạo thịnh thế. Nhưng tinh vực nhỏ, đốt nhang thơm cũng chỉ đi ra một vị, đại bộ phận thời điểm ngay cả một vị cũng không có. Hơn nữa, vương giả trước còn đang khảo nghiệm năng lực chịu đựng của mọi người. Trong tinh vực nhỏ này chỉ có một tên hàng hà cảnh, hơn nữa còn là tiểu cực vị. Phốc, không ít vương giả đều phun ra ngoài, không phải bọn họ hàm dưỡng chưa đủ tốt, mà là chuyện này thực khiến người ta khó có thể tiếp thu. Ngay cả hàng hà cảnh hầu như cũng không có, trên thực tế, trong trăm năm gần đây đông minh tinh vực xác thực không có hàng hà cảnh, cái này ở trong tinh vực nhỏ xem như là lót đáy lại chạy ra sáu vương giả người để những người đến từ tinh vực lớn kia làm sao chịu nổi người so với người không phải muốn tức chết người sao thực hay giả không thể nào hà huynh người có phải nhớ lầm không nhiều vương giả biểu thị không thể tiếp thu chuyện này quả thật như đầm rồng hang hổ a vương giả trước chỉ nở nụ cười nói hỏi đám người lang huynh một chút chẳng phải sẽ biết lang hàn cũng không phủ nhận nói thẳng đông minh tinh vực xác thực chỉ có một vị hằng hà cảnh hơn nữa đã ngỏm rồi nhiều vương giả hô to gọi nhỏ, vô cùng hiếm thấy mà thất thố. Dựa vào, dựa vào, đệt, hừ, đúng lúc này, khí thức lạnh lùng giật trương, chỉ thấy liễu quân thiên đi nhanh tới, trên mặt mang theo sát ý đáng sợ, ánh mắt chăm chú vào trên người Lăng Hàn. mươi 1527, vương giả đối đầu thượng. Lăng Hàn, hắn hét lớn, tuy Trương Thanh không biết tên của Lăng Hàn, nhưng trước Lăng Hàn tự giới thiệu, liễu quân thiên thân là vương giả, nhất tâm nhị dụng đương nhiên là chút lòng thành. Làm gì, lỗ tai ta lại không biết, lăng hàn móc lỗ tai, ngươi giết đệ đệ của ta, liễu quân thiên trầm giọng nói, sắc mặt như nước, phụ thân hắn chết sớm, chỉ có một thân đệ đệ như vậy, hiển nhiên cũng không thể lại có thêm thứ hai, bởi vậy, cho dù liễu thế nguyên chẳng ra gì, hắn vẫn cực kỳ sủng nịch, huynh trưởng như cha. Nhưng đệ đệ duy nhất lại bị lăng hàn giết, ừm, lăng hàn lạnh nhạt nói, có vẻ không để ý chút nào. Hắn cũng xác thực không thèm để ý, ngươi, liễu quân thiên vô cùng phẫn nộ, giết đệ đệ của mình, người thậm chí ngay cả vẻ mặt hổ thẹn cũng không có. Không đáng chết sao, Lang Hàn cười cợt, đệ đệ ngươi là cái phẩm tính gì, chính ngươi rảnh rẽ nhất, sống sót chỉ có thể hại người, không làm thiệt thì làm gì. Được, 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 Liễu Quân Thiên nói liên tục ba chữ được, mỗi nói một chữ, trên đầu hắn liền nhảy ra một đám lửa, hóa thành một hỏa long, làm hình gào thét, ngang, một luồng sóng thần thức truyền đến, để trong lòng mỗi một tên vương giả đều run lên. Thật mạnh, cỗ thần thức này mang theo uy thế mạnh mẽ, để bọn họ phát lên một luồng ý nghĩ không muốn cùng Liễu Quân Thiên là địch. Vương giả cấp 2, quả nhiên mạnh mẽ, vậy không có gì để nói nhiều, giết người đền mạng. Liễu Quân Thiên lạnh lùng nói, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, muốn ra tay. Lăng Hàn chỉ cười cợt, xem thường đi biện giải, người như Liễu Thế Nguyên khẳng định là tội ác đầy trời, hắn chỉ là thay trời hành đạo, giết một kẻ ác, nếu như Liễu Quân Thiên biết quản lý, cũng không thể tạo thành Liễu Thế Nguyên coi trời bằng vung. Có cái gì để nói, chỉ chiến mà thôi. Kha kha, muốn đánh nhau rồi, các ngươi xem trọng ai? Đương nhiên là Liễu Quân Thiên, Vương giả cấp 2, một tinh vực cũng khó tìm một cái. Ta thừa nhận, đồng Minh tinh vực kia lần này rất nghịch thiên, càng một hơi đi ra sáu vương giả, nhưng muốn nói còn có thể xuất hiện vương giả cấp 2, ta ăn tảng đá kia. Ha ha, ta cũng không tin, nhiều vương giả đều lắc đầu, không có một người xem trọng Lăng Hàn. Đùa giỡn, một tinh vực nhỏ ngay cả hàng hà cảnh cũng không có còn có thể đi ra vương giả cấp 2. Loạn Tinh Nữ Hoàng đứng lên nói: "Phu quân ta thắng, mấy người các ngươi liền ăn tảng đá." Nàng phong hoa tuyệt đại, lại há là một miếng vải có khả năng che lấp. Lúc trước lại có mấy người gặp qua bộ mặt thật của nàng, còn không phải mỗi người coi nàng là nữ thần trong mộng. Hiện tại nàng vừa đứng như thế, gió núi thổi qua, như muốn cưỡi gió bay đi. Dù cho là vương giả thì đã làm sao, mỗi một người đều không tự chủ được nín thở, lộ ra vẻ kinh diễm mặt cũng không lộ liền có thể mê đảo một đám vương giả, đây chính là mị lực của nữ hoàng. Các vương giả kinh diễm, sau đó liền đố kỵ, nữ nhân phong hoa tuyệt đại này không ngờ là danh hoa có chủ. Hận, đại hận, tiên tử, nếu Lăng Hàn thật có thể thắng, ăn tảng đá lại có làm sao? Có người lớn tiếng nói, hắn mới không tin Lăng Hàn là vương giả cấp 2, mà Liễu Quân Thiên lại cùng Lăng Hàn có mối thủ giết đệ, nhất định sẽ hạ tử thủ, bởi vậy, người này khẳng định chết chắc rồi. Như vậy, vưu vật điên đảo thế gian này chính là quả phụ. Tuy cưới quả phụ có chút không xứng với vương giả, nhưng này lại có cái gì? Vì nữ nhân này, giá trị, ăn thì ăn, rất nhiều người đều ôm ý tưởng giống nhau, dồn dập ưỡn ngực, người nào cũng không muốn bị loạn tinh nữ hoàng coi khinh. Loạn tinh nữ hoàng gật đầu, ghi nhớ những người này, sau đó ăn tảng đá một cái cũng chạy không được. Một bên khác, liễu quân thiên đã giận không nhịn nổi, ba con hỏa long bay lượn trên đỉnh đầu hắn, hô, một con trong đó đột nhiên bay ra, giết tới Lăng Hàn. Hắn vẫn rất cẩn thận, chiều thứ nhất chỉ là thăm dò. Lăng Hàn phất tay, xèo, một đạo kiếm khí bắn ra, con hỏa long này nhất thời bị cắt nát tan, hóa thành vô số hỏa tinh, tung bay ở trên không trung, không còn có tí tẹo lực công kích. Liễu quân thiên cũng không để ý, nếu như Lăng Hàn ngay cả một chiêu này cũng không tiếp được, vậy cũng đừng xưng vương giả. Chỉ để hắn hơi kinh ngạc chính là, Lăng Hàn hóa giải chiêu này quá ung dung, hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn hắn vung tay phải, nhẹ nhàng đẩy ra một trường, nguyên lực ngưng tụ, lần thứ hai hóa thành một hỏa long, nhưng so với trước, con hỏa long này lớn hơn mười mấy lần, tản mát ra uy thế cũng mạnh mẽ hơn nhiều lần. Lăng Hàn lắc đầu, vẫn chỉ tay bắn ra, kiếm khí ngang dọc, con hỏa long này lập tức hóa thành hỏa tinh. Ở Vân Đính Tinh 70 năm, hắn ở tu vi tiến cảnh không nổi bật, nhưng ở trên kiếm đạo tiến bộ lại kinh người, luân hồi thụ thêm luân hồi trà, để hắn không biết ở trên con đường này đi ra bao xa, chỉ luận kiếm đạo, hắn thật có thể đưa về hàng ngũ tông sư đương đại. Muốn thử tới khi nào? Lăng Hàn cười nói, ta là tới kiến thức vương giả, mà không phải xem siếc khỉ. Hung hăng, liễu quân thiên hừ một tiếng, nhưng cuối cùng không thử nữa, thân hình nhảy lên, giết về phía Lăng Hàn, tay phải mở ra, một chiến mâu từ không đến có, ở trong tay hắn cấp tốc hình thành. Cái này không phải thần khí hắn từ trong không gian linh khí lấy ra, mà là nguyên lực ngưng tụ. Đáng sợ chính là, trên chiến mâu ngưng tụ từng viên thần văn, như cường giả trí cao đích thân tới, lại có một loại uy thế quần hùng lui tránh, không thể chống đối. Hắn vung vẩy chiến mâu, giết về phía Lăng Hàn. Đây là bí pháp hắn từ trong một chỗ di tích cổ lấy được, uy lực vô cùng, là một trong những tuyệt chiêu mạnh mẽ nhất của hắn. Lăng Hàn cũng không dám khinh thường, hắn đồng dạng là vương giả cấp 2, cảnh giới song phương cũng giống nhau, vậy hai người về mặt lực lượng chính là tương đương, ngoại trừ tồn tại đặc thù như Đinh Bình, lực lượng có thể vượt qua cảnh giới hai tinh. Vương giả như vậy không thể coi thường. Hắn cuối cùng di chuyển nhưng vẫn điểm chỉ ra, triển khai lôi đình kiếm pháp, kiếm khí ngang dọc nhanh vô cùng. Ngông cuồng, Liễu Quân Thiên phẫn nộ, trước hắn tiện tay mà làm, vậy ngươi gảy gảy ngón tay ngược lại cũng quên đi, nhưng hắn đã dùng tới tuyệt chiêu, ngươi làm sao vẫn gảy ngón tay? Còn nói ta đang thăm dò, không chịu ra tuyệt chiêu, tiểu tử ngươi mới vậy à? Nhưng kiếm khí bay múa, hắn lập tức cảm giác được áp lực mạnh mẽ kiếm khí của đối phương tựa hồ không yếu hơn chiến mâu của hắn. chương 1528, vương giả đối đầu hạ. Bình thường chiến mâu của hắn nổ ra, tất đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, coi như lực lượng trên hắn, hắn cũng có thể ở trên phòng ngự của đối phương xé ra một lỗ hồng, hung hăng giết vào, một đòn mất mạng. Vì lẽ đó, đừng xem lực lượng của hắn chỉ có thể vượt qua lục tinh, nhưng sức chiến đấu chân thực tuyệt đối không chỉ vậy, khả năng thất tinh, thậm chí bát tinh. Đây chính là thực lực của vương giả cấp 2 ầm um, ầm um, kiếm khí cùng chiến mâu không ngừng đối đầu cái này đều là do nguyên lực ngưng tụ thành nhưng ở dưới hai đại vương giả gia trì lại như thực chất mỗi một lần đụng chạm đều có thần văn lóng lánh khí thế chân áp chư thiên ở trong hư không diễn hóa ra từng vị thần ma chi tượng điều này làm cho vương giả khác nhìn mà liếu lưỡi sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị bọn họ mỗi một cái đều là người cạnh tranh hiện tại là tranh cướp tư cách tiến vào tinh xa vũ viện kế tiếp là con đường thành thánh ai cũng biết con đường này quá hẹp chỉ có một người có thể đi tới cuối, lên ngôi thành vương duy nhất. Nhưng hiện tại, Lăng Hàn cùng Liễu Quân Thiên đều khí phách như thế, cường đại đến khiến người ta giận sôi người như vậy làm sao tranh qua. Thiên tài có ba bảy loại, vương giả cũng đồng dạng phân đẳng cấp, vương giả cấp một làm sao so với cấp hai. Còn có chút người thì ra mặt co giật, là những người đánh cược với loạn tinh nữ hoàng, nếu Lăng Hàn thắng, bọn họ liền phải ăn tảng đá nơi này. Tuy lấy thực lực của bọn họ, ăn đá cũng sẽ không chết, nhưng thứ nhất khó ăn, thứ hai khó chịu, ba là mất mặt A. À. Liễu quân thiên, ngươi nhất định phải thắng A. À. Liễu quân thiên dĩ nhiên muốn thắng, không chỉ muốn thắng, hắn còn muốn giết lăng hàn, trong tiếng giống giận dữ, cả người hắn dâng trào liệt diễm, hóa thành thần hỏa màu đen, tay cầm chiến mâu, như một vị viễn cổ ma thần. Leng keng keng, kiếm khí cắt qua, thần hỏa ngưng tụ thành áo giáp, cản lại toàn bộ kiếm khí. Liễu quân thiên hung hăng đột tiến, phảng phất hết thảy đều ngăn cản không được hắn. Có ý tứ, lăng hàn hít mắt lại, Hỏa giáp này không phải sức phòng ngự siêu cao, mà là tính chất công kích đáng sợ, thiêu sạch công kích tập kích đến, vậy tự nhiên không thể lại có thêm uy hiếp mảy may. Công pháp hệ hỏa cũng không sở trường ở phòng ngự, mà người sáng tạo môn công pháp này là mạnh mẽ phát huy lực công kích của hỏa diễm đến cực hạt, mở ra lối riêng, lấy công thành thủ, để hắn có loại kích động vỗ tay khen hay. Không chỉ như thế, hỏa thuẫn này còn có hiệu quả phản tổn thương mạnh mẽ. Người dám dùng nhục quyền oanh lên một cái sao, lang hàn cười hì hì tay phải của hắn nắm lại, thật đánh về phía Liễu Quân Thiên một quyền. Cái này, Liễu Quân Thiên cũng cả kinh, bí thuật này tên là liệt diễm giáp, tương tự chiếm được từ một thượng cổ bí cảnh, uy lực mạnh đã không cần phải nói, ngay cả tinh thần cảnh đại viên mãn đụng cũng sẽ bị bỏng, đại cực vị trực tiếp đốt thành cho bụi. Người đây cũng dám liều, sau khi khiếp sợ, trong lòng hắn cười gần, đây chính là người tự tìm. Nguyên bản mọi người đều là vương giả, hơn nữa Lang Hàn có khả năng đạt tới cấp 2 cực cao, Vậy cho dù muốn phân ra thắng bại cũng cần thời gian rất dài, nhưng không chịu nổi lăng Hàn liều như thế a, à, gắng gượng chống đỡ tuyệt chiêu của hắn, cái này không phải là tự mình muốn chết sao? Vậy ngươi liền đi chết đi, Liễu Quân Thiên không tránh không né, bởi vậy, cú đấm của Lăng Hàn rầm rầm đập tới, đánh thẳng mặt của hắn. Thời khắc này, cho dù Liễu Quân Thiên liệu đỉnh tay của Lăng Hàn nhất định sẽ bị nung nấu thành cho tàn, nhưng hắn vẫn có một loại khó chịu, hắn con mẹ nó, tên này cũng quá thiếu đạo đức. Một đấm liền đập mặt của hắn, ai cũng biết đánh người không làm mất mặt a. À. Một quyền oanh đến, người ở chỗ này đều là vương giả đương đại, nhãn lực tuyệt đối sẽ không kém. Khi nắm đấm của Lăng Hàn đập đến trên mặt Liễu Quân Thiên, tất cả mọi người đều hít mắt lại, thời gian phảng phất trong nháy mắt chậm lại, tất cả đều lấy tốc độ vô cùng chậm vận chuyển. Cái này không phải thời gian chậm, mà là tâm thần của bọn họ vận chuyển quá nhanh, mới để toàn bộ thế giới đều phảng phất chậm lại. Cú đấm này hạ xuống, trong nháy mắt chạm vào liệt diễm giáp hỏa diễm vô tận tuôn qua muốn đốt cháy tay của lăng hàn nhưng lăng hàn là cái thể phách gì huống chi hắn từ trong tiên diễm tắm rửa đi ra chuyện này quả thật chính là gãi ngứa cho hắn oanh nắm đấm hầu như không có chịu đến một chút xíu ảnh hưởng nặng nề đánh lên mặt của liễu quân thiên da mặt của hắn như sóng nước dập dờn một vòng lại một vòng sau đó hắn liền bay lên hình ảnh trong nháy mắt biến nhanh thời gian vận chuyển khôi phục bình thường đùng liễu quân thiên té xuống đất toàn trường một mảnh kinh ngạc, bây giờ nói ai thắng còn sớm, nhưng có một chút là có thể xác định, chính là Liễu Quân Thiên bị thiệt lớn. Lăng Hàn Thu quyền, trong cùng cấp, lấy thể phách của hắn căn bản không để bất kỳ đả kích nào ở trong lòng, bất diệt thiên kinh đến từ tiên giới, hơn nữa còn là bí pháp đỉnh cấp, nếu như ngay cả công pháp của thần giới cũng không thể áp chế, không ngại ngùng sao? Liễu Quân Thiên bò dậy, đầy mặt đều là vẻ kinh hãi. Hắn không thể nào tiếp thu được Thần diễm của mình thậm chí ngay cả da của Lăng Hàn cũng không có thương tổn được. Cũng chính ở trên nắm tay thêm ra chút đen, như phàm nhân bị nóng một chút, căn bản không quan hệ đau khổ. Tại sao lại như vậy? Thần diễm của hắn ngay cả tinh thần cảnh đại viên mãn cũng có thể tổn thương a. À? Hắn hít một hơi thật sâu, tuy hắn đã dùng ra tuyệt chiêu, nhưng hiển nhiên hắn vẫn coi thường Lăng Hàn. Đối phương, tất là vương giả cấp 2, hắn điềm nhiên nói, chẳng trách lớn lối như vậy, hóa ra ngươi cũng là vương giả cấp 2. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ồ lên, vương giả cấp 2, một tinh vực nhỏ ngay cả hằng hà cảnh cũng không có, lại chạy ra một vương giả cấp 2, điều này khiến người ta làm sao tiếp thu. Nhưng nếu không phải vương giả cấp 2, thì làm sao có khả năng để Liễu Quân Thiên thiệt thòi? Bình thường, Lăng Hàn từ tốn nói, thê tử của hắn còn là vương giả cấp 3 a. Sắc mặt của Liễu Quân Thiên càng khó coi, vương giả cấp 2 còn không châu bò. Đại bộ phận thánh nhân cũng chỉ là vương giả cấp 2, nói cách khác nếu đánh nhau cùng cấp, hắn có thể cùng đại bộ phận thánh nhân đối kháng mà không rơi xuống hạ phong. Nhưng ở trong miệng lăng hàn, vương giả cấp 2 còn chỉ là bình thường, vậy ngươi còn muốn thế nào? Tốt lắm, liền nhìn ai mới là vương trong vương, chương 1529, hoàn toàn thất bại. Liễu quân thiên chiến ý bốc lên, trên người có từng thần văn màu đen xuất hiện, lít nha lít nhít, cuối cùng hóa thành từng xiềng xích quấn quanh ở trên người hắn, để hắn giống như hóa thân thành đại ma thần. Oanh, có tiếng lôi động từ trong cơ thể hắn chuyển ra như vũ trụ sơ khai kia là đạo âm trong cơ thể một võ giả tinh thần cảnh lại phát ra đạo âm đây là chuyện khó mà tin nổi cỡ nào dù cho người nơi này đều là vương giả cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ chẳng trách liễu quân thiên có thể được một vị thánh nhân chính miệng khen xác thực vượt xa cấp độ vương giả bình thường để những thiên kiêu bình thường kia có một loại cảm giác muốn ngước nhìn cường đại như thế cũng kích thích đến lăng hàn hắn kéo lên dây xích trong đôi mắt bắt đầu bùng ra chiến ý mãnh liệt có cảnh tượng nhật nguyệt tinh thần không ngừng nổ tung hiện lên, phảng phất diệt thế, lại phảng phất như sáng thế. Đáng tiếc, căn bản không có người chú ý tới tình cảnh này, bằng không bọn họ càng thêm chấn kinh, sáng thế cùng diệt thế cũng là tầng thứ cao nhất của đạo A. Một quyền diệt ngươi, liễu quân thiên hét lớn một tiếng, bắn người giết ra, mang theo khí phách vô thượng. Vương giả đỉnh cấp như bọn, chiến đấu có thể kéo dài mấy năm thậm chí hơn trăm năm, nhưng cũng có thể hai ba chiêu liền phân ra thắng bại, nguyên nhân xem hai người có nguyện ý lấy ra tuyệt chiêu mạnh nhất hay không, vậy phân ra thắng bại sẽ cực kỳ nhanh. Cả người Liễu quân thiên có thần văn hóa thành quy tắc siềng xích, như một vị ma vương, nhưng trong cơ thể một mực có đạo âm ngâm sướng, có vẻ cực kỳ quái dị, nhưng hắn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Âm, uhm, từng xiềng xích quấn quanh ở trên người hắn dồn dập bắn ra, đạo âm hóa thành một người ba thủ sáu tay, cùng nhau đánh về phía lăng hàn. Đây là tuyệt học mạnh nhất của liễu quân thiên, lăng hàn không bảo lưu nữa, hắn muốn toàn lực chiến một trận, liễu quân thiên giết tới, vù, phát động thiên uy, lang hàn xông ra ngoài, hai tay phất một cái, phát động tuế nguyệt thiên thu, bất kể là quy tắc xiềng xích hay người kim thân, đều lấy tốc độ mắt trần có thể thấy cấp tốc tan giã. oanh oanh, lang hàn đụng vào, công kích đã là nỏ mạnh hết đàn này, làm sao có khả năng tạo thành thương tổn hay ngăn cản? hắn phá tan công kích, đánh thẳng tới trước người của liễu quân thiên, mọi người không ai không kinh ngạc đến ngây người công kích đáng sợ như vậy ở trước mặt Lăng Hàn lại không cách nào phát huy ra một chút xíu tác dụng. Liễu quân thiên tê cả ra đầu, hai tay vội vã che ở trước người, nguyên lực cuồn cuộn, hình thành phòng ngự cuối cùng. Đáng tiếc chính là, hắn nổ ra một đại chiêu, bản thân đang đứng ở trạng thái suy yếu nhất, hơn nữa, Lăng Hàn còn phát động thiên uy, mạnh mẽ tước đi hai tinh lực lượng của hắn, phòng ngự này càng thêm yếu đuối không thể tả. Lăng Hàn đấm ra một quyền, lại đánh lên mặt của Liễu quân thiên. Oanh, sau một quyền, tấm chắn nguyên lực của Liễu Quân Thiên phảng phất như nước làm phá nát, trọng quyền đánh lên mặt của hắn, đánh bay hắn đi, nhưng một ánh sáng yếu ớt hiện lên, lại có một âm thanh thở dài từ trong cơ thể của Liễu Quân Thiên phát ra, mang theo uy thế chí cao không cách nào hình dung, để vương giả nơi này mỗi người hai chân như nhũn ra, muốn té ngã. Đây là nghiền ép trên tầng thứ sinh mệnh, lại như hằng hà cảnh và tinh thần cảnh, sáng thế cảnh và hằng hà cảnh. Liễu Quân Thiên té xuống đất, nhưng chỉ là gò má xương đỏ mà thôi, không chết. Cái này rất khó mà tin nổi, bởi vì cú đấm này của Lăng Hàn cực kỳ nặng, hoàn toàn không có bảo lưu, đừng nói Liễu Quân Thiên chỉ là trung cực vị, ngay cả cực cảnh đỉnh cao ăn một quyền như thế cũng phải nổ tung. Dù sao, không phải mỗi người đều nắm giữ thể phách biến thái như Lăng Hàn, một khi đánh tan tấm chắn nguyên lực, vậy thân thể là phi thường yếu đuối. Mọi người cũng kinh ngạc không thôi, lần này không phải bởi vì Lăng Hàn mạnh mẽ, mà là tiếng thở dài kia, để linh hồn mỗi người bọn họ phát run đây là uy thế của sáng thế cảnh nhất định đúng có người chắc chắn nói có thể làm ra phán đoán như vậy cũng không ngạc nhiên nơi này có rất nhiều người đến từ tinh vực cực lớn thậm chí có đồ tử đồ tôn của thánh nhân tự nhiên hiểu rõ khí thức của thánh nhân ta rõ ràng đây là thủ đoạn của nhiên đăng thánh nhân không sai lúc trước nhiên đăng thánh nhân rất xem trọng liễu quân thiên ở trên người hắn lưu lại một đạo khí tức cũng không kỳ lạ không hổ là thủ đoạn của thánh nhân cứu hắn một mạng có điều chỉ có thể bảo đảm tính mạng một lần. Mọi người trâu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, Lang Hàn có thể xông lên bổ thêm một quyền, hoặc lấy tiên ma kiếm thu lấy tính mạng của Liễu Quân Thiên, nhưng Nhiên Đăng Thánh Nhân đã đứng ra, nếu như hắn lại ra tay, chẳng khác gì là đối nghịch Nhiên Đăng Thánh Nhân. Hắn bây giờ vẫn không có tư cách này, cũng được, tạm tha Liễu Quân Thiên một mạng, thuận tiện cho thánh nhân chút mặt mũi. Ở thần giới, trời đất bao la, thánh nhân to lớn nhất. Thánh nhân rất ít cho người ta mặt mũi có khả năng cho thánh nhân mặt mũi, vậy khẳng định càng ít. Bởi vậy, trong lòng Lăng Hàn cũng đắc ý một chút, nhưng chỉ là như vậy, nếu như thực lực của hắn còn có thể mạnh hơn, vậy hắn có thể thích làm gì thì làm, không cần bởi vì kiêng kỵ nhiên đang thánh nhân mà cố ý nể tình. Thực lực a à thực lực, tất cả trung quy là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Tất cả mọi người thất thanh, ở đây, tuy liễu quân thiên không phải cảnh giới cao nhất, nhưng vương giả cấp 2 là cao nhất, chuyện này ý nghĩa là thực lực của hắn đánh nhau cùng cấp mạnh nhất. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, hắn hầu như là bị miểu sát, so sánh liền có thể nhìn ra Lăng Hàn khủng bố. Cái tên này cũng quá biến thái đi, Liễu Quân Thiên bò dậy, thất hồn phách lạc, hắn sớm biết nhiên đang thánh nhân ở trên người hắn lưu lại một đạo khí tức, ở trong lúc nguy cấp có thể bảo đảm hắn một mạng, cái này vừa là một loại bảo vệ với hắn, đồng thời cũng là một thử thách. Hắn đã từng tràn đầy tự tin, thời điểm bái vào tinh xa vũ viện, tia khí tức kia nhất định vẫn còn. Nhưng hiện tại, phần tự tin này của hắn tan vỡ. Đạo khí tức kia biến mất rồi, hắn để nhiên đăng thánh nhân thất vọng, cũng ý nghĩa hắn chết một lần. 20 năm sau vũ viện thi đấu, ta sẽ trở về đánh bại ngươi. Liễu Quân Thiên ném câu nói này xong, cũng không quay đầu lại mà đi xuống núi. Chương 1530, vương giả cấp 3. Hắn là người có cơ duyên lớn, đã từng được một môn kỳ công, nhưng tu luyện môn công pháp này cực kỳ nguy hiểm, ngay cả vương giả như hắn cũng có thể bỏ mình, bởi vậy, hắn vẫn không có tu luyện dự định tiến vào tinh xa vũ viện, ở dưới thánh nhân trông nom mới bắt đầu thử nghiệm. Nhưng hiện tại, hắn quyết định lập tức bế quan khổ tu, nhất định phải ở trong 20 năm tu thành, dựa vào cái này tẩy đi chỗ bẩn trên người. Liễu quân thiên hắn, chính là vương trong vương, lang hàn lắc đầu, chỉ lấy sức chiến đấu cùng cấp mà nói, liễu quân thiên không bằng thạch hoàng, bắc hoàng, mà xích hoang cực so với hắn thậm chí còn muốn cao hơn một bậc, vũ trụ rất lớn, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Thân hình của loạn tinh nữ hoàng loáng một cái, đã đứng dậy, rũi ra điểm ra. Ngươi, 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 nàng chỉ vào từng cái, có thể ăn tảng đá rồi. Thật ăn a à, người bị chỉ không ai không sắc mặt lúng túng, bọn họ đã nói chỉ cần lăng hàn thắng liền ăn đá, nhưng ai có thể nghĩ tới tên này thật có thể thắng được. Mà khi nhiều người gặm đá, mặt mũi này không phải rơi vào trong cống sao. Bọn họ đều im lặng không lên tiếng, ngược lại nơi này có nhiều người như vậy, mọi người đều bất động, lẽ nào ngươi còn dám đắc tội nhiều người. Loạn tinh nữ hoàng lộ ra sát khí, nàng cực kỳ ngạo kiều, làm nữ hoàng trăm vạn năm. Ta tức thiên ý, ai dám không tuân? Nàng không ngại đại khai sát giới a, ha ha, vị tiên tử này không bằng chúng ta lại đánh cuộc. Một tên nam tử phi thân ra, một bộ thanh y trên trán có ba hoa văn màu trắng, nhưng không có ảnh hưởng hình tượng của hắn, trái lại có thêm một luồng ý nhị. Mỹ nam tử rất tuấn tú, ta cùng ngươi luận bàn một hồi, người thắng, ta liền để những người này ngoan ngoãn ăn đất. Hắn ngạo khí mười phần nói, hơn 10 tên vương giả đánh cược đều giận dữ, bọn họ mười người liên thủ, trong tinh thần cảnh ai có thể kháng cự. Ngươi lại còn nói muốn bọn họ ngoan ngoãn ăn đất, đây là dũng khí từ đâu? Tại Hạ Chu duyệt, nam tử này nhìn loạn tinh nữ hoàng, trong ánh mắt khó nén vẻ ái mộ, đây là một việc sắc mỹ nhân không cần lộ ra hình dáng liền có thể khiến người ta thần hồn điên đảo, để hắn không thể tự kiềm chế mà tâm sinh ái mộ. Nếu ta thắng, hắn lộ ra nụ cười tiên tử liền để tại hạ chứng kiến hình dáng làm sao loạn tinh nữ hoàng không khỏi phẫn nộ có một hư ảnh đại xà ở sau lưng nàng hiện lên rõ ràng là rắn nhưng mọc ra một chiếc sừng như chân lòng uốn lượn thân thể tỏa ra uy thế kinh người nàng điềm nhiên nói nếu như ngươi thua cùng nhau ăn đá đi chu duyệt cười ha ha nói được hắn hơi suy nghĩ nhất thời từng viên tinh thần ở sau người hắn hiện lên đếm một chút đạt đến bốn viên trên mỗi một viên tinh thần đều có văn tự cổ điển không ngừng lưu truyền, làm sao cũng không cách nào nhận ra cụ thể là cái gì. Tinh thần cảnh đại viên mãn, hắn ngạo nghễ nói, ta ở Sơn Hà Cảnh, Nhật Nguyệt Cảnh đều tu ra cực cảnh, hiện tại lại đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn, ai có thể là đối thủ của ta. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ồ lên, cái gì, lại có vị vương giả cấp 2 thứ ba Trong bọn họ chỉ có hơn 30 người A, lúc nào vương giả cấp 2 trở nên không đáng giá như thế chẳng trách Chu Duyệt ngạo khí như thế, vương giả cấp 2 lại thêm tinh thần cảnh đại viên mãn, vậy ở trong tinh thần cảnh hắn còn có đối thủ sao? Có thể vượt qua hắn, chỉ có vương giả cấp 3, nhưng điều này có thể sao? Ngay cả trong thánh nhân cũng rất ít có người đạt đến vương giả cấp 3. Có người nói, Tinh Sa đại thánh chính là vương giả siêu cấp như vậy, chín đồ đệ của hắn thì đều là vương giả cấp 2. Vì lẽ đó, muốn đi vào Tinh Sa Vũ viện ít nhất phải là vương giả cấp 1, mà muốn trở thành đồ tử thánh nhân vương giả cấp 2 chính là chỉ tiêu xứng đáng. Nhưng lần này là tinh sa đại thánh muốn chuyển xuống y bát, vậy yêu cầu càng cao hơn, e phải là vương giả cấp 3 mới được. Yêu cầu này cực kỳ cao, từ Sơn Hà đến Hằng Hà tổng cộng mới 4 đại cảnh giới, nhưng yêu cầu ở ba cảnh giới tu ra cực cảnh, đủ khiến đại bộ phận vương giả lắc đầu thở dài. Chu Duyệt không khỏi ngạo nhiên, hắn nguyên bản xem thường khoe khoang ở đây, nhưng loạn tinh nữ hoàng xuất hiện để hắn thay đổi chủ ý, như không tước xòe đuôi, không thể chờ đợi được nữa mà triển lộ ra mình hoa lệ, để cầu mỹ nhân tuyệt sắc này lọt mắt xanh. Như thế nào, biết ca vĩ đại đi, nhanh dâng ánh mắt sùng bái đi. ầm um, loạn tinh nữ hoàng ra tay, một trường ghim xuống, như vũ trụ đổ nát. Chu duyệt biến sắc, một trường này uy lực thật đáng sợ, để dòng máu của hắn đình chỉ lưu động, cả người phát lạnh, có một loại hoảng sợ như bước vào quỷ môn quan. Hắn tượng trưng ra tay chống lại, nhưng không thể chống đỡ đại lực vọt tới, hắn nhất thời bị chấn bay ra ngoài, như bọ ngựa đấu xe, căn bản không có một tia tác dụng. Oanh, thân thể của hắn ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, sau đó lấy một tư thế phi thường duyên dáng hạ xuống, nặng nề té lăn trên đất. Cái này, toàn trường lần thứ hai trở nên yên lặng như tờ, chỉ có tiếng thở ồ ồ. Chu Duyệt là vương giả cấp 2, càng là tinh thần cảnh đại viên mãn, tại sao lại bị một trưởng đánh bay? Nữ nhân này là, tinh thần cực cảnh, người tu gia nhật nguyệt, sơn hà cực cảnh, nhưng ở tinh thần cảnh gặp phải người tu ra tinh thần cực cảnh, này cũng chỉ có một chữ bại, cho dù đối phương ở hai cảnh giới trước không có tu ra cực cảnh. Trừ khi mọi người đều bước vào hàng hà cảnh, vậy người tu ra hai cực cảnh khẳng định so với một cái mạnh hơn. Cảnh giới càng cao, cực cảnh càng khó tu, đại bộ phận vương giả đều ở sơn hà cảnh tu ra, vì lẽ đó vương giả cấp 2 mới vô cùng ít ỏi, vương giả cấp 3. Mấy trăm tinh vực ở phụ cận cũng chỉ có tinh xa đại thánh làm được. T, có thể tu ra tinh thần cực cảnh, vậy nữ nhân này có khả năng cực cao còn tu ra sơn hà cực cảnh, càng có khả năng nhật nguyệt cực cảnh cũng tu ra rồi. Vương giả cấp 3, vương giả cấp 3, tất cả mọi người đều tê cả ra đầu, chỉ thở dốc ồ ồ. Tuy đây chỉ là một suy đoán, nhưng tính chân thực có ít nhất 8 phần 10, thậm chí 9 phần 10. Chu Duyệt có mạnh hay không? Mạnh, nhưng cường giả như vậy cũng bị một chiêu miểu sát, làm nổi bật lên đáng sợ của vị nữ hoàng này, ưu thế áp đảo, trực tiếp ép qua chương 1531, ăn tảng đá. Hoặc là tự mình ăn, hoặc là bị ta nhấn đầu ăn. Nữ hoàng từ tốn nói, dám hoài nghi lăng hàn, cái này dưới cái nhìn của nàng là một tội lỗi. Những người đánh cực kia khóe miệng đều co giật, chuyện này thực mất mặt a, à, lại muốn ở trước mặt mọi người ăn đá. Hơn nữa, nơi này là tử phong sơn, một đá, một cây, một ngọn cỏ đều bị thánh nhân ảnh hưởng, ăn đá như vậy, nhất định sẽ tiêu hóa bất lương. Nhưng, dám không ăn sao, ngay cả Chu Duyệt cũng bị một trưởng oanh bại, cường giả tinh thần cực cảnh tương đương với hằng hà cảnh tiểu cực vị, cường giả như vậy làm sao đối kháng. Vương giả khác thì vui vẻ xem trò vui, bọn họ tự nhiên là ước gì những người này mất hết mặt mũi, hiện tại ỉu siêu chán trường rời đi, giảm thiểu đối thủ 20 năm sau ở tinh xa vũ viện cạnh tranh. Dù sao, mỗi người đều là vương giả, ai dám nói mình có niềm tin tất thắng. Ngoại trừ vương giả cấp 2, cường giả như vậy số lượng quá ít, lần này lại sẽ chiêu thu 900 người, nếu vương giả cấp 2 còn có thể vượt qua số này, vậy cũng quá khuếch đại. Ta không ăn, có người ngẩng cổ, thái sư tổ của ta chính là hổ vân thượng nhân, cường giả hằng hà cảnh đại viên mãn. Đánh không lại, không thể làm gì khác hơn là chuyển hậu trường ra. Ta cũng không ăn, sư tổ ta chính là tất nguyên thánh nhân. Cái này lai lịch càng to lớn hơn, loạn tinh nữ hoàng hừ lạnh, đột nhiên ra tay, đùng đùng đùng, tứ chi của mấy người này đều bị chặt đứt, chỉ có nằm trên mặt đất rên gì. Nàng cũng không nói lời nào, nhìn về phía những người còn lại. Đây là uy hiếp không hề có một tiếng động, không ăn chính là kết cục này, cái gì hàng hà cảnh, sáng thế cảnh, nàng đều không có để ở trong lòng. Nhiều vương giả khóe miệng co giật, nữ nhân này không chỉ thực lực mạnh, hơn nữa gan to bằng trời, cái gì hàng hà cảnh, sáng thế cảnh đều mặc kệ, chính là bức người ăn đá. Có mấy người đứng dậy, cầm lấy đá, ngoan ngoãn gặm ăn, thẻ bính vang lên giòn giã. Ta, ta thấy cái gì? Đám tinh thần cảnh bay ở trên không trung không ai không rụi mắt, lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi. Trời à, người phía dưới không kiềm chế nổi, dồn dập hỏi. Trần tiền bối, xảy ra chuyện gì? liếu thúc, người thấy cái gì? Tổ ra, người nói nhanh một chút a. À, nhưng người ở giữa bầu trời đều giống như choáng vắng. Qua một hồi lâu, một vị cường giả tinh thần cảnh lâu năm mới chấn định lại nói. Có mấy vị vương giả đánh cuộc thua, đang ăn tảng đá. Tiếng nói của hắn có chút run rẩy, sợ hãi không thôi. Phốc, rất nhiều người phun ra ngoài, ăn tảng đá kia là vương giả a mặt mũi so với tính mạng còn trọng yếu hơn ai bỏ được mặt như vậy nhưng sự thực chứng minh ở giữa mặt mũi cùng sinh mệnh hiển nhiên vẫn là sinh mệnh trọng yếu cái gì đánh cược cùng ai đánh cược người phía dưới đều thân thiết hỏi khi bọn họ biết được lăng hàn chiến bại liếu quân thiên mà loạn tinh nữ hoàng miểu sát một vương giả cấp hai tinh thần cảnh đại viên mãn thì đều bị dọa ngốc trước đó bọn họ đều không coi trọng mấy người lăng hàn ai từng nghĩ đến đám người này lại hùng hổ như vậy không chỉ mỗi người đều là vương giả, hơn nữa còn có vương giả cấp 2 thậm chí cấp 3. Trời ạ, à, ta muốn điên rồi. Có người nói bọn họ đến từ đông minh tinh vực, chỉ là một tinh vực nhỏ mà thôi. Ngay cả hàng hà cảnh cũng không có, ai tới nói cho ta, sao có thể có chuyện nơi đó sinh ra vương giả cấp 3. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, đây cũng quá khó mà tin nổi, nghĩ như thế nào cũng giống như là đang nằm mơ a. À. Trên núi, Chu Duyệt từ từ bò dậy, hắn muốn trốn, ăn đất gì đó hắn bỏ mặt mũi xuống không được. Hả, thân hình của loạn tinh nữ hoàng lóe lên, đã che ở trước người hắn, thân thể mềm mại hoàn mỹ tỏa ra khí thế chân áp chư thiên. Chu duyệt biến sắc nói, tiên tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lược, ta chính là vương giả cấp 2, cho dù không thể trở thành cấp 3, chờ bước vào hàng hà cảnh, sức chiến đấu cũng sẽ không kém người bao nhiêu, người vẫn là không nên ép. Đùng, loạn tinh nữ hoàng một bà tai quất tới, Chu duyệt nhất thời bị quất bay, một loạt răng bị đánh ra nàng quay đầu nói, thiên phượng, cầm dây thường cùng gậy che đến. Vâng, tỷ tỷ thiên phượng thần nữ vội vã làm theo, hai nữ trói gô chu duyệt, bị phong ấn tu vi, chu duyệt nơi nào có thể dẫy ruộng được, bị cao cao kéo lên, gió vừa thổi, như bánh trưng tung bay rung động. Phải, lần này hắn thật đúng là mất hết thể diện. Các phương giả ăn đá vừa nhìn, cả người đều là mồ hôi lạnh chảy dòng, ăn càng thêm vui vẻ, thật giống như đây không phải đá cứng rắn, bị thánh nhân rèn luyện qua, mà là bữa tiệc lớn cực kỳ mỹ vị thẻ bính thẻ bính rất lanh lành a à. vũ hoàng cười ha ha đứng dậy nói ai cùng ta luận bàn một hồi hắn vận chuyển ra bốn viên tinh thần nói tu vi của mình rõ rõ ràng ràng cho mọi người miễn cho đến cái đại cực vị thậm chí trung cực vị vậy đánh quá vô vị ta đến lãnh giáo một chút một người trẻ tuổi bận tử y tách mọi người đi ra trên da của hắn che một tầng vảy thật giống như tinh thiết tạo nên tỏa ra khí tức cực hàn đoàn người lăng hàn quá khí phách trước tiên bại Liễu Quân Thiên, lại bại Chu Duyệt, để những người khác đều phát lên tâm tư chung mối thù, kìm nén một hơi, cho dù không thể đánh bại Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng, cũng phải ở trên người những người khác đòi lại trận thắng. Người này cũng là tinh thần cảnh đại viên mãn, vận chuyển ra bốn viên tinh thần cùng kích cỡ, cho thấy hắn đã đạt đến cực hạn của đại viên mãn. Đến, Vũ Hoàng vào tới, một quyền oanh qua, hắn đi chính là con đường khí phách, quản ngươi là ai, dù là thánh nhân ở trước mặt, hắn cũng dám một quyền đánh tới. Ầm um, ầm um, ầm, um, người kia cũng không đơn giản, mặc dù là vương giả cấp 1, nhưng Vũ Hoàng cũng không có tu ra tinh thần cực cảnh, tranh lệch kỳ thực rất nhỏ, hơn nữa, phải trên người có tác dụng phòng ngự cực mạnh, có thể tan mất lượng lớn lực công kích. Bởi vậy, tuy về mặt lực lượng hắn kém một chút, nhưng có thể thông qua điểm ấy đền bù. Đây là ưu thế trên huyết mạch, nhưng cũng chỉ như vậy, ngoại trừ thượng cổ thiên kiêu ra, huyết mạch của hắn có thể có uy năng lớn bao nhiêu. Chỉ 37 quyền, Vũ Hoàng liền oanh bại người này vải rơi hết sạch. Cái này thua không có một chút xíu mượn cớ, hoàn toàn thất bại. Không phải chứ, cái này là một vương giả cấp 2. Chương 1532, duyên sâu cùng cổ đạo nhất. Trời của ta a, à, trong tinh vực nhỏ cũng có thể xuất hiện nhiều vương giả cấp cao như vậy, còn có thiên lý sao? Không nên nói với ta, mấy người còn lại đều là vương giả cấp 2 nha. Tại sao ta có loại cảm giác, bọn họ đều phải Cái này, vương giả khác đều không dám nghĩ, không thể tiếp thu lúc nào vương giả cấp 2 không đáng giá như thế. Trước đây thời điểm tinh xa vũ viện chiêu sinh, nhiều nhất chỉ có 20 người có thể đạt đến cấp độ như vậy, nhưng bây giờ thì sao, chỉ là nơi này thì có vài vị, hơn nữa còn ra một vương giả cấp 3. Trận thường trà luận đạo này thành buổi biểu diễn riêng cho đoàn người lăng hàn, tự nhiên, vô tướng thánh nhân cũng lục tục hạ tràng chiến đấu, tự nhiên dễ như ăn cháo mà đạt được thắng lợi. Lại nhiều hai vương giả cấp 2, cho đến khi thiên phượng thần nữ ra trận, mọi người mới cảm giác thế giới này bình thường một chút, bởi vì cuối cùng có vương giả cấp 1. Trong 6 tên vương giả, lại có 4 cấp 2, 1 cấp 3, tổ hợp như vậy thực sự là khủng bố. Vô cùng có khả năng, những người này đều có thể tiến vào tinh xa vũ Việt, chỉ ít năm cái này không thành vấn đề. Đúng vậy, nếu như vương giả cấp 2 cũng không có tư cách đi vào, vậy những người khác càng đừng nghĩ. Tất cả mọi người lắc đầu, nhưng vương giả há có thể dễ dàng nói bại, rất nhanh liền tự tin, chờ tiến vào hàng hà cảnh, bọn họ gần như có thể trở về điểm xuất phát, vương giả cấp 1 cùng cấp 2 chênh lệch sẽ không quá to lớn. Bọn họ còn có cơ hội, nếu như ở tinh thần cảnh cùng hàng hà cảnh tu ra cực cảnh, vậy khẳng định càng thêm châu bò. Đương nhiên, độ khó này cũng phải lớn hơn rất nhiều lần. Trên thực tế, căn bản không có người nhảy qua nhật nguyệt cảnh mà tu ra tinh thần cực cảnh, hoặc nhảy qua tinh thần cảnh tu ra hàng hà cực cảnh. Sáng thế cảnh liền càng không cần phải nói, nếu thật sự có nhân vật như vậy, vậy chính là bá chủ trong thánh nhân, có thể quét ngang tất cả. Vương giả cấp 5, xưa nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản chưa từng xuất hiện. Rất nhanh, trà hội kết thúc, đại bộ phận vương giả đều trao đổi địa chỉ liên hệ, khoảng thời gian này bọn họ không dự định chạy khắp nơi, mà muốn lẳng lặng đợi tinh xa vũ viện mở ra, ngược lại chỉ khoảng 20 năm, một cái trước mắt liền qua. Đoàn người lang hàn tới sớm như vậy, cũng là lo lắng vũ viện mở ra có thể sớm hơn hay không, dù sao trăm năm thời hạn chỉ là một con số sấp xỉ, không có chính xác. Bọn họ cũng ở lại thành thị phụ cận, luyện đan, tu luyện, thời gian lặng yên mà qua. Càng ngày càng nhiều vương giả tới mục đồ tinh, có mấy người kiêu căng khó thuần, góc cạnh rõ ràng, tìm người khiêu chiến khắp nơi, Vũ Hoàng chính là một người trong đó, bởi vậy, có chút người bộc lộ tài năng, lưu lại thanh danh hiển hách. Tỷ như Vũ Hoàng, hắn đạt được một tên gọi quyền ma, bởi vì lúc hắn chiến đấu chỉ dùng nắm đấm, lấy tư thế bá đạo như bẻ cành khô, cực kỳ điên cuồng. Mà khiến Lăng Hàn chú ý chính là, cổ đạo nhất cũng tới, thành một viên minh tinh từ từ bay lên, bị vô số người truy phủng, có người nói có vương giả bái ở dưới trướng của hắn, cam tâm làm thị vệ. Chỉ là điểm ấy, liền đủ để gợi ra động đất. Vương giả A, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, lại sẽ làm thị vệ cho người khác. Điều này nói rõ cổ đạo nhất có mị lực thế nào, thực lực cường đại cỡ nào, mới có thể làm cho vương giả cúi người đi theo không ai biết cổ đạo nhất là vương giả cấp mấy, nhưng hiện tại hắn nghiễm nhiên là minh tinh lóng lánh nhất, áp đảo bất cứ người nào. Mặt khác, loạn tinh nữ hoàng cũng nổi danh, bởi vì một chiêu anh bại chu duyệt, có vương giả mộ danh đến đây khiêu chiến, kết quả đều bị một chiêu chân áp, nàng cũng có danh hiệu sát thủ vương giả, cái này có hai tầng ý nghĩa, thứ nhất là chỉ thực lực của nàng mạnh mẽ, thứ hai là chỉ mị lực của nàng, vương giả nào thấy nàng không ai không thần hồn điên đảo, cam tâm làm hạ thần của nàng. Muốn nói hiện tại ai có nhân khí có thể sánh ngang cổ đạo nhất, vậy chính là loạn tinh nữ hoàng. Hiện tại mọi người đều đang chờ mong hai người này lúc nào sẽ đại chiến một trận. Cổ đạo nhất A, Lăng Hàn nói chuyện đã xảy ra ở dược vương quật cho loạn tinh nữ hoàng, để vị nữ hoàng này cũng lộ ra vẻ thận trọng. Cường giả tiên vực, chỉ là điểm này liền đủ để chấn đổ thần giới. chôn thân chín thế, kết đạo quả đời thứ 10, tiên thai như vậy cho dù phóng tới tiên giới cũng là số một số 2, tư chất quả thực muốn nghịch thiên rồi. Người xác định, hắn nói tám chín thế thân, 10 đời kết quả. Loạn tinh nữ hoàng trở nên hơi kích động, thậm chí, thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy. Xác định, lang hàn gật gù, làm sao, hắn tu luyện tất là cửu tử cử thiên công. Loạn tinh nữ hoàng kiên quyết nói, làm sao người biết, loạn tinh nữ hoàng trầm mặc một chút, tựa hồ đang hồi ức, thật lâu mới nói. Viễn tổ của cửu xà tộc ta, chính là ở trong một di tích cổ được một môn công pháp, mới ở trong tiên vực lập xuống thanh danh hiển hách, mà môn công pháp kia. Chính là cử tử thiên công, cái gì, lang hàn cả kinh, cổ đạo nhất làm sao cũng biết cử tử thiên công, lẽ nào hắn cũng là cửu xà nhất mạch. Không thể, loạn tinh nữ hoàng lắc đầu, lúc trước, cửu xà nhất mạch toàn bộ rời tiên vực, không có để lại một tên tộc nhân. Cổ đạo nhất có thể có được cử tử thiên công, tất nhiên là đã tiến vào tổ địa của cửu xà, được truyền thừa. Nàng dừng một chút mới nói, nói không chắc, hắn nắm giữ cửu tử thiên công so với ta còn nhiều hơn. Ta chỉ là từ trong huyết mạch được cửu tử thiên công truyền thừa, nhưng cùng lúc cũng bị huyết mạch hạn chế. Còn nữa, lúc trước phiến tổ cũng không có tu cửu tử thiên công đến đại thành, bởi vậy, cho dù huyết mạch của ta hoàn toàn phản tổ, ở trên cửu tử thiên công cũng không thể đạt đến cực hạn. Vì lẽ đó ta nhất định phải về tổ địa cửu xa ở tiên vực, tự xem cửu tử thiên công. lang Hàn Kinh ngạc nói, nói cách khác, huyết mạch của cửu xa các ngươi cũng không phải trời sinh, mà là bởi vì tu luyện cửu tử thiên công. Loạn tinh nữ hoàng ôn nhu nở nụ cười, không có bất kỳ huyết mạch nào là trời sinh, khẳng định là tổ tiên có người tu luyện hoặc sáng tạo một môn bí pháp mạnh mẽ, hòa vào trong huyết mạch, đời đời truyền lại. Chỉ có điều, cách trở càng lâu, huyết mạch càng mỏng manh. chương 1533, vợ chồng hài hỏa êm ái. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi được cửu tử thiên công hoàn chỉnh, có phải là tu vi tinh tiến sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều không? tất nhiên loạn tinh nữ hoàng gật đầu tán chín thế thân kết mười đời đạo quả đây là bí pháp cấp cao nhất trong cửu tử thiên công ta chỉ biết có thủ đoạn như vậy nhưng không biết làm sao vận chuyển nếu ta có thể hấp thu lực lượng tiên thai vậy cửu xà thân của ta chắc chắn tiến hóa đến trạng thái hoàn mỹ nhất lang hàn lập tức vỗ tay nói vậy nhất định phải bắt cổ đạo nhất bảo hắn giao ra cửu tử thiên công cùng tiên thai sao giống như ngươi so với ta còn kích động hơn nhỉ nữ hoàng cười nói lăng hàn một mặt chính khí đó là đương nhiên ta nghĩ để ngươi sớm một chút đặt chân sáng thế cảnh nữ hoàng đầu tiên là sững sờ sau đó liền phản ứng lại cái tên này vẫn nhớ mãi không quên muốn lên giường của mình thiệt thòi hắn còn lẽ thẳng khí hùng như vậy có điều nàng yêu thích nữ hoàng không thể ăn vậy trước hết đẩy ngã thiên phượng thần nữ đều là thê tử của mình không thể bên trọng bên khinh hơn nữa cái hung bà nương này còn làm quả phụ cho hắn vạn năm cũng nên khen thưởng nàng lăng hàn luyện đan xong tiến vào hắc tháp, hiện tại thiên phượng thần nữ áp lực to lớn, chỉ cần có thời gian sẽ ở dưới luân hồi thụ tham tu, để sớm ngày truy đuổi bước chân của mọi người, nếu không nói không chắc nàng ngay cả tư cách tiến vào tinh xa vũ viện cũng không có. Thê tử, ta đến đưa đan cho ngươi, lăng hàn tìm cái lý do, nếu không hung bà nương này tính cố chấp phát tác, ngay cả hắn cũng không để ý tới. Thiên phượng thần nữ bị hắn mạnh mẽ kéo sang một bên, tức giận nói. Mấy ngày trước mới cho ta một ít đan dược, tại sao nhanh như vậy lại cho? ta cái này không phải nhớ ngươi sao? Lang Hàn cười nói. Thiên Phượng Thần Nữ theo dõi hắn. ngươi có phải là đánh ý đồ xấu gì không? Lăng Hàn cười gượng vài tiếng nói. nhớ ngươi cũng có ý đồ xấu sao? ngươi a à, tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và người đâu? Thiên Phượng Thần Nữ cũng ha ha. nếu đôi tay của ngươi không có sở loạn, ta ngược lại thật có thể tin tưởng. Lang Hàn một mặt chính khí nói. ta đây là kiểm tra ngươi một chút, là mập hay gầy? vậy mập hay gầy? thiên phượng thần nữ lấy ánh mắt nghiêng nghị nhìn hắn cảm giác thật tốt lăng hàn nhìn trái nhìn phải nói hai tay đã chiếm lĩnh một cao điểm ghé vào bên tai của thiên phượng thần nữ nói giọng nói ấm ấp phả lên gáy ngọc của nàng có thể nhìn thấy gáy ngọc của thiên phượng thần nữ hiện lên một mảnh ửng đỏ cực kỳ mê người lưu manh thiên phượng thần nữ nỉ non nói hai nơi mẫn cảm bị bắt làm cho huyết dịch cả người nàng lập tức phun trào mà gáy kỳ thực là bộ phận càng thêm mẫn cảm của nàng để thân thể mềm mại của nàng bắt đầu run rẩy Thê tử, người thật đúng là được làm từ nước, mềm nhũn đến muốn tan ra. Lăng Hàn Dương Dương tự đắc, thiên phượng thần nữ phản ứng chính là cổ vũ tốt nhất với hắn. Đừng hồ đồ, ta còn muốn tu luyện, thiên phượng thần nữ ra mặt mỏng. Ta nói thê tử, người mặt dày làm quả phụ của lăng gia ta vạn năm, ngày hôm nay ta làm sao cũng phải để ngươi xứng danh. Lăng Hàn bắt đầu lột quần áo, ạch à không, là lột măng, một tầng lại một tầng. Người tên lưu manh này, thiên phượng thần nữ vội vã ngăn cản, nhưng nhìn trên không thể nhìn dưới nhìn ở dưới lại không thể nhìn trên kết quả là trên dưới đều thất thủ lang hàn trà trà tán thưởng mới vừa nói sai rồi thể tử ngươi không phải nước làm ngươi là ngọc làm cái này thật trơn ngươi xem tay cũng dừng không được trực tiếp trượt tới đáy thiên phượng thần nữ không khỏi xấu hổ lấy ánh mắt không ngừng chừng hắn người này lại còn trêu chọc mình cầu ngươi không nên chỉ là tình thế của nàng bây giờ không ổn không thể làm gì khác hơn là xin tha Lăng Hàn cười khà khà nói, thê tử, lúc trước ngươi đi chỗ của ta, muốn lấy cái gì liền lấy cái đó, ta cùng ngươi tính toán qua không? Qua 10.000 năm, chúng ta phải cả gốc lẫn lãi tính vào. Lăng Hàn, Hàn Thiếu, Hàn Ca Ca, thiên phượng thần nữ gọi đến khiến lòng người ngây ngất, cuối cùng một tiếng Hàn Ca Ca càng gọi đến Lăng Hàn yếu mềm. Tha ta một lần, rất xấu, không nên a. À. gọi thêm mấy tiếng Ca Ca tới nghe một chút, Lăng Hàn không có lui binh, Hàn Kaka, ca, ca, Ca Ca tốt thiên phượng thần nữ đỏ mặt kêu lên kha kha cái này còn tạm được thiên phượng thần nữ thở phào nhẹ nhõm tên này rốt cuộc chịu lui binh sao nhưng nàng lập tức ngơ ngác bởi vì lăng hàn không chỉ không có lui binh trái lại được voi đòi tiên ôm nàng lên tiến vào phòng ngủ ngươi không giữ lời hứa a à. nàng muốn khóc vội vào ôm cổ của lăng hàn không cho đối phương buông mình ra cắn vai của lăng hàn nói ngươi người này làm sao không giữ lời hứa kha kha ta lúc nào nói ngươi kêu ca ca ta tạm thang ngươi lăng hàn cười xấu xa đồ lưu manh ta cùng ngươi liều mạng thiên phượng thần nữ vặn vẹo thân thể mềm mại bắt đầu phản kích mãnh liệt oanh 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 hai người chiến thành một đoàn ôi lăng hàn đột nhiên kêu thảm thê tử người đá chỗ nào a à? kia là tiểu hàn tử người đá hỏng rồi bị khổ là ngươi a à. thiên phượng thần nữ vừa thẹn vừa vội không cẩn thận đá đến giữa hai chân của lăng hàn trong lòng nàng cũng bất an nói không làm bị thương chứ tại sao không có bị thương rát tê thật giống như trứng cũng nát khuôn mặt của thiên phượng thần nữ trắng bệch nàng chỉ là thẹn thùng mà thôi lại không phải không muốn trở thành thê tử chân chính của lăng gia vậy làm sao bây giờ làm sao bây giờ ngươi nhìn một chút cho ta hảo hảo an ủi tiểu hàn tử một chút thiên phượng thần nữ đầu tiên là ngẩn ra sau đó liền biết lăng hàn ác tâm cái tên này thể phách kinh người cỡ nào làm sao có khả năng bị nàng thương tổn được nàng dùng sức đấm vào ngực của lăng hàn Người cái tên thối này, lại trêu chọc ta. Lăng Hàn không để ý tới, hôn thật sâu, để thiên phượng thần nữ dần dần yên tĩnh lại, ngược lại đưa tay ôm cổ của hắn. Tứ chi giao triền, nàng cũng mất đi phòng ngự, bị Lăng Hàn tiến quân thần tốc, phát ra tiếng rên mê người. Mưa xuân nhuận vật không hề có một tiếng động, hồi lâu sau, trên giường cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Thiên phượng thần nữ tựa ở trong lồng ngực Lăng Hàn, trên khuôn mặt vẫn còn có hai đóa đỏ ửng, đánh lồng ngực của Lăng Hàn một cái. Người bắt nạt ta, chương 1534, cơ duyên của Trầm Nguyên Cốc Thượng. Bị ngươi bắt nạt nhiều năm như vậy, liền không cho ta bắt nạt ngươi một chút. Lang Hàn cười to, ta là nam nhân, liền không tính toán ngươi, mỗi ngày đánh mông ngươi 10 cái là được. Đừng hòng, thiên phượng thần nữ sợ đến bắn người lên. Lang Hàn đưa tay khống chế, thiên phượng thần nữ chạy đi đâu được, bị hắn bắt trở lại, đùng đùng đùng, chính là một trận đánh mông. Mông sóng tung bay, tuyệt không thể tả, cha cha sách, không tệ, cái này nhất định phải làm bài tập thể dục bắt buộc mỗi ngày. Chớp mắt một cái, 10 năm trôi qua, Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ vợ chồng hài hòa êm ái, âm dương bổ sung, lại có lượng lớn thần đan cung cấp, phân biệt thu được đột phá, một cái bước vào đại cực vị, một cái khác bước vào trung cực vị. Đinh Bình, Cửu Yêu cũng tiến cảnh mãnh liệt, thành công đột phá đến tinh thần cảnh, để đám người bọn họ đã không còn khuyết điểm. Mặt khác, thanh danh của cổ đạo nhất cũng càng ngày càng vang dội, mơ hồ có danh xưng vương giả trẻ tuổi số một hiện nay, tuy vẫn không có bước vào hàng hà cảnh, nhưng tục truyền đã đánh khắp tinh thần cảnh không có đối thủ. Mấy tháng sau, Bắc Hoàng, Thạch Hoàng cùng một chỗ đến, cũng tìm được Lăng Hàn, dù sao hiện tại Lăng Hàn cũng rất có danh tiếng, rất dễ tìm. Lăng Huynh, hai người này rõ ràng không phải một tinh vực, nhưng luôn dính chung một chỗ, khiến người ta không thể không hoài nghi giữa bọn họ có phải có bí mật không muốn người biết gì không. Thạch Huynh, Bắc Huynh, Lăng Hàn tiến lên nghinh tiếp, ô, lang huynh quả nhiên phi phàm mới qua trăm năm ngươi liền đạt đến tinh thần cảnh đại cực vị thực sự là khó mà tin nổi thạch hoàng kinh ngạc thốt lên hắn đã đủ đánh giá cao lăng hàn nhưng vẫn bị sợ hết hồn lăng hàn lắc đầu nói vẫn không sánh được hai vị hắn nhìn không thấu khí thức của thạch hoàng cùng Bắc hoàng nói rõ hai người này hẳn là đại viên mãn thậm chí tu ra cực cảnh người a à ngươi đây là khiêm tốn hay khoe khoang bác hoàng lắc đầu cười nói có điều gần đây hiện ra rất nhiều mãnh nhân thực sự là không thể coi thường người trong thiên hạ. Thạch Hoàng gật đầu nói, võ đạo sắp nghênh đón một thời đại lớn, có thể ở thời đại này trèo đỉnh thánh nhân, có khả năng sáng tạo lịch sử, đánh vỡ ràng buộc, trở thành thánh vương cũng không nhất định. Thánh nhân ít, thánh vương thì càng ít, đây là vương giả chân chính của thần giới, phất tay một cái, cho dù đại thánh cũng như bị bẻ cành khô. Nhưng chỉ ít trong mấy trăm tinh vực phụ cận tuyệt không có cường giả như vậy, đẩy tới 10 tỷ năm trước cũng đồng dạng không có. Thánh vương khó nói, nhưng có người nói tuổi thọ của tinh xa đại thánh sắp khô cạn, một vị đại thánh hóa đạo, nhất định sẽ ảnh hưởng thiên địa, để người hậu thế nhìn thấy thời cơ đột phá đại thánh cũng không nhất định. Bác Hoàng thì bảo thủ một chút, hậu tích bạc phát, lần này nhất định sẽ ra thánh vương. Thạch Hoàng lại cam đoan, hai người cãi nhau, rất nhanh mặt đỏ tới mang tai, liền muốn ra tay đánh người. Vừa vặn Vũ Hoàng trở về, không nói hai lời, trực tiếp ra tay đón nhận, cùng hai vương giả đánh lên trời, một cái trọi hai cái, hiển lộ hết khí phách có điều vũ hoàng thật lợi hại lấy một địch hai còn không rơi xuống hạ phong bắc hoàng cùng thạch hoàng càng ý tứ không tốt lấy ra thần khí bởi vậy đánh nửa ngày lại còn cân sức ngang tài đã nghiền đã nghiền vũ hoàng hạ xuống cười ha ha lang huynh vị này là ai cũng là một vị mãnh nhân a à. thạch hoàng cười nói có điều hắn cũng không có mất tự tin vũ hoàng vốn am hiểu quyền pháp có binh khí hay không đều không khác nhau nhưng thạch hoàng cùng bắc hoàng không giống bọn họ cần binh khí mới có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân, bởi vậy lấy ngắn nghênh dài, hai người không có đánh thắng cũng không mất mặt. Đây là nhị ca của ta, Lang Hàn giới thiệu cho Vũ Hoàng, để Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mấy người các ngươi cũng quá mạnh đi, từ một tiểu thế giới đi ra cũng có thể trở thành vương giả cấp 2. Một tinh vực đồng nhất thời kỳ chỉ có thể sinh ra một hai vương giả cấp 2, cái này còn phải là tinh vực cực lớn, nhưng hai huynh đệ Lăng Hàn ngược lại tốt, đến từ tiểu thế giới, liền ra hai cái. Lăng Hàn mỉm cười, còn có Đinh Bình, cũng đến từ hàng thiên đại lục, tương tự là vương giả cấp 2. Lần này ta có thể xác định, chúng ta sẽ nghênh đón thịnh thế võ đạo to lớn nhất. Bác Hoàng vỗ tay nói, có điều sinh ra ở thời đại này, cũng không biết là hạnh phúc hay bất hạnh. Thạch Hoàng mặt đầy cảm khái, chỉ ta biết, có ít nhất năm vương giả cấp 3. Năm, sắc mặt của Lăng Hàn cũng nghiêm nghị, ở tinh thần cảnh đạt đến vương giả cấp 3 ý vị như thế nào này tất nhiên là tinh thần cực cảnh, nơi này thì có cổ đạo nhất cùng loạn tinh nữ hoàng. Bác Hoàng vặn lấy ngón tay tính, ngoài ra còn có tử thần phong, lòng hương nguyệt, thiên hạ đệ nhị. Thiên hạ đệ nhị, lang hàn không khỏi ngắt lời, làm sao có người gọi danh tự như vậy. Người khoan hãy nói, thật sự có một gia tộc gọi thiên hạ, có người nói đã từng ra đại nhân vật một tay che trời, khi đó liền đổi họ thành thiên hạ. Thiên hạ đệ nhị này nguyên bản không gọi đệ nhị, nhưng thiên phú võ đạo thật kinh người, có tư thế đuổi sát viễn tổ, bởi vậy liền cải danh thứ hai, ý nghĩ là viễn tổ thứ nhất kế tiếp chính là hắn. Thạch Hoàng giải thích, chuyện này, thật cuồng, cũng thật tự tin, Lang Hàn không khỏi hưng phấn, lần này chơi vui, không lo không có đối thủ. Lang Huynh, nếu như chúng ta không thể thu ra tinh thần cực cảnh, căn bản không có tư cách cùng những người này đấu võ, chỉ có thể chờ bước vào hàng hà cảnh, kéo song phương về điểm xuất phát mới. Có điều, tu nhiều ra một cực cảnh, cho dù đánh nhau cùng cấp vẫn có ưu thế tương đương A. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đều lắc đầu, bọn họ tu ra hai cực cảnh, nhưng đẳng cấp cao muốn tiến thêm một bước nữa là khó khăn bực nào. Không thấy đại bộ phận thánh nhân đều chỉ là vương giả cấp 2 sao, cái này đã đủ lợi hại. Ai bảo bọn họ tiến vào thời kỳ võ đạo thịnh thế, vương giả cấp 2 như rau cải, ngay cả vương giả cấp 3 cũng xuất ra 5 vị, chỉ ít 5 vị, cái này là bọn người Thạch Hoàng biết, nhưng cho dù bọn họ là con trai, đệ tử của thánh nhân cũng không thể nắm giữ tư liệu của toàn bộ vương giả trong mấy trăm tinh vực. Đúng rồi, Lăng Huynh, người có biết tại sao chúng ta đến sớm không? chương 1535, cơ duyên của Trầm Uyên Cốc Hạ. Bác Hoàng đổi đề tài, không phải vì chuẩn bị sao? Lăng Hàn hỏi ngược lại, không phải, Thạch Hoàng lắc đầu, hắn dừng một chút, trước khi tinh xa vũ viện mở ra, có một cơ duyên lớn. Hoặc là nói, lúc nào tinh xa vũ viện mở ra, là đi theo sau cơ duyên này. Bác Hoàng bổ sung, Lăng Hàn không khỏi hứng thú nói, nói thế nào? Thạch Hoàng nói, ở trên một đồ tinh, có một chỗ gọi là trầm uyên cốc, bình thường cực kỳ phổ thông, cũng không sinh ra thần dược, cũng không có thần thiết. Nhưng cách một thời gian ngắn, trong cốc này sẽ có biến hóa thần kỳ. Bác Hoàng nói tiếp, đến lúc ấy, tảng đá trong cốc chỉ cần có sinh linh dẫm lên liền bay cao, thông qua chiến đấu cướp đoạt những tảng đá khác, liền có thể một đường lên cao, chờ có một người trèo đỉnh, tranh cướp liền kết thúc. Khi đó, thiên địa sẽ hạ xuống cam lộ, người vị trí càng cao liền có thể tắm rửa càng nhiều, từ đó thoát thai hoán cốt, Thu vi tinh tiến, nhưng đầu tiên yêu cầu đạt đến độ cao nhất định. Thạch Hoàng nói, hai người các người muốn nói không xuyên qua một cái quần. Quỷ mới tin đây, Lăng Hàn dùng ánh mắt quái dị quét hai người mấy cái, để Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đều không hiểu ra sao, người đây là ánh mắt gì. Hắn nói, vậy chẳng phải là vô cùng bất công, ta cảnh giới chiếm ưu, vậy độ khả thi bộc lộ tài năng sẽ càng cao. Bác Hoàng cười cợt nói, thứ nhất cái này có hạn chế, hàng hà cảnh là không tham gia được, phù thạch không thể động. Cái này cũng là tại sao đến tinh xa vũ viện đều là tinh thần cảnh, cho dù có cơ hội đột phá hằng hà cảnh cũng sẽ áp chế, vì chính là cơ duyên như vậy. Thứ hai, chỉ cần đứng lên phù thạch, Tu Vi sẽ bị cắt đến tinh thần cực tiểu cực vị sơ kỳ, có thể nói, đây mới thực là đánh nhau cùng cấp. Thạch Hoàng nói tiếp, phối hợp rất hiểu ngầm. Thứ ba, coi như lang huynh ngươi thể phách kinh người, ở đây cũng không cách nào phát huy, bởi vì đối thủ có thể phá hoại tảng đá dưới chân ngươi, một khi tảng đá nát, vậy ngươi cũng chỉ có thể rơi xuống đất, bắt đầu lại từ đầu. Vũ Hoàng không khỏi cười to nói, không sai, không sai, đây thực sự là rất thú vị, lúc nào bắt đầu. Nhanh thôi, trong mấy tháng này, bác Hoàng nói, có điều, mặc dù mọi người tu vi đều bị ép đến tinh thần cảnh tiểu cực vị, nhưng tu ra lực lượng cực cảnh cũng sẽ không lãng phí. Thạch Hoàng nghiêm nét mặt nói, vương giả cấp 3 vẫn có ưu thế tương đương, chỉ ít cũng có lực lượng một tinh áp chế. Cổ đạo nhất, loạn tinh nữ hoàng, tử thần phong, long hương nguyệt, thiên hạ đệ nhị, năm người kia tất nhiên là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất lần này. Bác Hoàng nói, vì lẽ đó, ý của ta là, chúng ta có thể trước tiên liên thủ, cùng một chỗ đánh tới. Cái này cũng được, Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, tại sao không được, Thạch Hoàng hỏi ngược lại, chuyện này, mới vừa rồi còn nói rất công bằng, nhưng một cái chớp mắt liền có thể liên thủ, chuyện này làm sao công bằng. Có thể năm người, sáu người đồng thời trèo đỉnh, Lăng Hàn hỏi, cái này không được, Bác Hoàng lắc đầu, có điều, Trầm Uyên cốc tranh cướp chia làm hai bộ phận, giai đoạn thứ nhất có thể tổ đội, nhưng đạt đến độ cao nhất định liền không được. Hơn nữa, cũng chỉ có đạt đến độ cao này mới có thể được thiên địa ban ân. Hiện tại nơi này có Lang huynh cùng Vũ Hoàng huynh, chúng ta dự định lại đi chiêu mấy người, tập hợp số lượng 12 người. Thạch Hoàng nói, Lăng Hàn khoát tay áo một cái, nói, ta chỗ này còn có mấy người, muốn tám vị trí. Tám cái, Thạch Hoàng không khỏi hơi kinh ngạc, cái này cũng không thể thật giả lẫn lộn a, à làm sao cũng phải là vương giả cấp 2. Lăng Hàn gật gù nói, tám cái, Lăng Huynh, từ thô tục nói trước, người xác định trừ người cùng Vũ Hoàng gia, những người khác đều sẽ không cản trở. Bác Hoàng cũng nghiêm nét mặt nói, xác định, Lăng Hàn gật đầu, bất kể là hai đệ tử của hắn, hay tự nhiên, người nào không phải vương giả cấp 2. Loạn tinh nữ hoàng càng là vương giả cấp 3, mà vô tương thánh nhân. Không thấy là thánh nhân sao, đến thời điểm đó phát ra khí thức, đủ để dọa ngã một đám người, thừa cơ lại công, tuyệt đối có thể đưa đến kỳ hiệu. Cũng chỉ có thiên phượng thần nữ hơi yếu một chút, nhưng vương giả cấp một cũng sẽ không quá cản trở. Được, Thạch Hoàng gật đầu, vậy chúng ta liền đi tìm hai cái. Được, Lăng Hàn gật đầu, kỳ thực hắn cũng có thể lại đi tìm hai người, tỉ như đám người trường quang tinh vực nguyệt ảnh, Dương Lâm, lúc trước cũng kết làm tình hữu nghị. Chỉ là cái này dù sao cũng là Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đề nghị, hắn cũng không thể đổi khách làm chủ. Trầm Uyên Cốc còn cần bao lâu mới mở ra? Vũ Hoàng hỏi, sẽ không bao lâu, có người nói hiện tại Trầm Uyên Cốc đã bắt đầu có vách đá phát sáng, chờ lúc phát như rực cháy, chính là ngày mở ra. Bác Hoàng nói, vậy thì đợi hai vị. Lăng Hàn cười nói, ừm, um, Thạch Hoàng cùng Bác Hoàng rời đi, bọn họ phải nhanh một chút xác định hai tên còn lại. Chờ sau khi hai người đi, Lăng Hàn còn cố ý đi tới Trầm Uyên Cốc một chuyến, quả nhiên như đám người Thạch Hoàng nói, thung lũng này không ngạc nhiên chút nào, đâu đâu cũng có tảng đá, không có chút thực vật cũng không có dã thú, côn trùng. Chính là từ cốc từ đầu đến đuôi, nhưng hiện tại, thùng lũng bình thường này đang phát sáng, chỉ là tia sáng không mạnh, ban ngày hầu như không nhìn thấy, chỉ có ở ban đêm mới có thể phát ra ánh sáng dịu dàng. Nhưng biến hóa rất nhanh, vẻn vẹn qua 7 ngày, ánh sáng này ở ban ngày cũng có thể nhìn thấy, theo tốc độ này tiếp tục phát triển, phỏng chừng lại thêm chừng 10 ngày liền muốn đạt đến trình độ như rực cháy. Lăng Hàn trở lại nơi ở, không đợi mấy ngày, liền thấy Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng dắt tay nhau mà đến, ngoài ra còn có hai nam tử khí vũ bất phàm, tùy tiện vừa đứng tựa như trung tâm của vũ trụ, khiến người ta trong lúc vô tình liền quang ánh mắt qua. Có điều, hai người này thực rất kiêu ngạo, không phải trên mặt biểu hiện ra, mà là từ trong xương cốt lộ ra. Đến, giới thiệu một chút, Bắc Hoàng cười nói, vị này chính là Nhiếp Thiên Thành Nhiếp huynh, Nhiếp huynh chính là một vị nhỏ nhất trong 18 vị đệ tử của Phi Vũ Thánh nhân, nhưng cũng là một vị thiên phú kiệt xuất nhất nhiếp thiên thành lộ ra nụ cười, nhìn như hiền hòa, nhưng ngạo khí tận trong xương tủy là cách mười dặm cũng có thể nghe được ra. Vị này là đan kinh nghĩa đan huynh, chương 1536, vương giả tập hợp. Bác Hoàng lại chỉ về một người khác, đan huynh là đệ tử của Lục Xuân Thánh Nhân, đan kinh nghĩa đồng dạng nhìn về phía lăng hàn gật gù, biểu hiện cực kỳ ngạo nhiên. Hai người này thực sự là hôi giám A, à. người đâu, không phải nói đã có số lượng 12 người sao. Đan kinh nghĩa mở miệng, Giữa hai lông mày có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn đương nhiên không thích, những người này không phải đã sớm chuẩn bị xong sao? Bọn họ vừa đến liền có thể lập tức xuất phát, tại sao chỉ có một mình Lăng Hàn, những người khác đâu? Lại còn muốn mình chờ, hừ, chiêu bài thật lớn a. À. Lăng huynh, hiện tại 12 người đã đủ, mà Trầm Uyên cốc cũng sắp mở ra, lập tức lên đường đi." Bắc Hoàng cười nói, "Được." Lăng Hàn gật đầu, hắn liếc nhìn Nhiếp Thiên Thành cùng Đan Kinh Nghĩa, có loại cảm giác hai người này quá kiêu ngạo, sớm muộn sẽ trở thành u ác tính của đội ngũ. Kỳ thực sau khi biết tin tức Trầm Uyên Cốc, đám người Vũ Hoàng liền không có ra ngoài khiêu chiến, bởi vậy, bảy người nhận được tin tức rất nhanh liền đi tới phòng khách. Ô, nhiếp thiên thành cùng đan kinh nghĩa nhìn thấy loạn tinh nữ hoàng, đồng thời phát ra tiếng hô kinh diễm. Tuy cô gái này không nhìn thấy dung mạo, nhưng chỉ từ tư thái, khí chất, cũng đã để bọn họ tâm thốc dao động, không kềm chế được. Tất là tuyệt đại mỹ nhân, bọn họ không còn sắc mặt kiêu ngạo, dồn dập chủ động tự giới thiệu. Tại hạ đan kinh nghĩa, tại hạ nhiếp thiên thành, đừng nói bọn họ kinh diếm, ngay cả thạch hoàng cùng bắc hoàng cũng không ngoại lệ, nhưng bọn họ coi lăng hàn là bạn tốt, tự nhiên không thể đường đột như vậy, không có động tác. Loạn tinh nữ hoàng là ai? Muốn nói kiêu ngạo, ai có thể so sánh được nàng? Nàng chỉ làm như không nghe thấy, trong mắt chỉ có lăng hàn. Điều này làm cho nhiếp thiên thành cùng đan kinh nghĩa càng thêm khó chịu lăng hàn, trong đôi mắt nhảy lên quang mang khác thường, cũng không biết bọn họ đang có ý đồ gì. Lên đường đi, 12 người điều động, tiến quân về phía Trầm Uyên Cốc. Nơi này cách Trầm Uyên Cốc cũng không gần, nếu không toàn lực chạy đi, cho dù là bọn họ cũng cần tới hai ngày, bất quá bọn hắn xác thực không cần phải gấp gáp, thời gian rất đầy đủ, bởi vậy hai ngày sau bọn họ mới đến địa phương. Lúc này, Trầm Uyên Cốc đã người đông như mắc cười. Cơ duyên như vậy, mấy triệu năm cũng khó gặp một lần, hơn nữa, cái này hạn chế tu vi, thậm chí có thể tổ đội, cho dù là vương giả cấp 3 cũng không có ưu thế nghiền ép, ai không muốn đến thử vận may. Một khi ở đây thu được cơ duyên lớn, nói không chắc có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình, thiên kiêu trở thành vương giả, vương giả trở thành vương trong vương. Phóng tầm mắt nhìn lại, bốn phía thung lũng đều là người, tối om om một mảnh. Lúc này, toàn bộ thung lũng đều tỏa ra ánh sáng dịu dịu, rõ ràng vô cùng sáng sủa, nhưng không có làm cho người ta cảm giác trói mắt mảy may. Đây là một hồi long tranh hổ đấu A. À mọi người dồn dập cảm khái. Cái này có thể xem là diễn thử trước khi tiến vào tinh xa vũ viện, thậm chí tinh xa vũ viện cũng sẽ phái người lại đây tỏa chấn, quan sát, một là miễn cho xảy ra chuyện, hai là chọn một ít hạt giống tốt, dù sao, cho dù thiên phú tốt cũng là hư, thực chiến mạnh mẽ mới là vương giả. Không nói toàn bộ vương giả đều sẽ lại đây, chỉ ít 9 phần 10 là khẳng định có. Không đạt tới tinh thần cảnh hoặc vượt qua tinh thần cảnh liền không có cách nào, chỉ có thể ở một bên ngồi xem, thung lũng chỉ hạn chế tu vi, sẽ không tăng lên nhật nguyệt cảnh đi vào vẫn là nhật nguyệt cảnh vậy thuần túy chính là bia đỡ đạn lang hàn phóng tầm mắt đánh giá tìm kiếm rất lâu cuối cùng phát hiện vài tên vương giả của trường quang tinh vực bây giờ đều đứng ở cùng nhau trước đã nói lấy tinh vực làm giới hạn người đến từ đồng nhất tinh vực một cách tự nhiên sẽ sản sinh thân cận đặc biệt là trường quang tinh vực cũng không mạnh vương giả chỉ có ba người mà thôi lang hàn lại nhìn thấy vô diện bất quá đối phương cách quá xa bởi vậy hắn cũng không qua đi chào hỏi còn có cổ đạo nhất lang hàn hẳn là người thứ nhất của toàn bộ thần giới biết cổ đạo nhất tồn tại nhưng trước chỉ nghe thanh không thấy người hiện tại mới rốt cục nhìn thấy không cần tìm kiếm hắn qua dễ thấy như hạc đứng trong bầy gà bốn phía để chống trí ít chu vi mười trược một vòng người vây quanh hắn mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt người này nhìn qua cũng không anh tuấn thế nào nhưng da như ngọc thạch sợi tóc như mực lộ ra một luồng phiêu giật không cách nào hình dung đây chính là tiên thai thực sự là cửu tử thiên công xúc tích ra tiên thai. Loạn tinh nữ hoàng ở bên tai lăng hàn thấp giọng nói, hơn nữa dùng còn thần thức truyền âm, trừ khi có thánh nhân ở bên cạnh, bằng không tuyệt đối không thể nghe ra. Nàng cầm lấy tay của lăng hàn, cho dù lấy thể phách của lăng hàn cũng có loại cảm giác đau đớn, có thể thấy được nữ hoàng hiện tại kích động cỡ nào. Như có cảm ứng, ánh mắt của cổ đạo nhất cũng nhìn lại, nhưng không có dừng ở trên người lăng hàn. Dưới cái nhìn của hắn, lăng hàn tự nhiên là không lọt pháp nhãn hắn xem chính là loạn tinh nữ hoàng, ánh mắt hơi híp lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra loạn tinh nữ hoàng có tu cử tử thiên công. Có thể, đối với hắn mà nói loạn tinh nữ hoàng đồng dạng là một bữa tiệc lớn, có thể để cho tiên thai của hắn càng thêm siêu phàm. Nhanh, ngăn con chó kia lại, con chó chết này quá không nói lý, khắp nơi cắn người. Đoàn người xôi trào, chỉ thấy một đại hát cẩu đang từ phương xa chạy tới, phía sau theo một đám người, mỗi một người đều vô cùng phẫn nộ, giận sôi lên. Khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi co giật, kia chính là đại hắc cầu trong dược vương quật, hiện tại không có hình thể giống như núi, mà như con chó bình thường, bộ lông đen như mực, bóng loáng. Nhưng nó thực sự là tai tinh gây rắc rối, mới vừa đến liền đưa tới vạn chúng truy sát, phần sáng cừu hận so với Lăng Hàn còn cường liệt hơn. Đại hắc cầu tao bao đến cực điểm, một bên chạy còn một bên quay đầu lại chào phúng. Các con cháu của rùa, tại sao chạy chậm như vậy, cậu ra nhường các ngươi hai chân a. À. Nói xong, nó quả nhiên đứng thẳng người lên, dùng hai chân sau chạy. Phốc, không ít người cười phun ra ngoài, nhưng những người truy kích kia lại tức điên, đây cũng quá đáng ghét a. À. Các cháu rùa vẫn không có đuổi theo được sao? Quên đi, cầu ra bò chắp các ngươi a. À. Chương 1537, đại hắc cẩu siêu năng gây sự. Đại hắc cẩu dùng hai chân trước bò, cả người bắt đầu dựng ngược lên, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh. Hiệu quả trào phúng này tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định một đại hắc cầu bò đi lại còn nhanh hơn tất cả mọi người đùng 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 làm mất mặt a à. chó hoang chết tiệt nhất định phải nắm lấy nó chém thi thể vạn đoạn từ trước tới nay chưa từng gặp qua yêu cầu vô liêm sỉ như thế không mặt mũi không xấu hổ giết 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 điều này làm cho người truy đuổi phía sau càng thêm phẫn nộ mỗi một người đều bốc lửa rồi tốc độ của đại hắc cầu cực nhanh hơn nữa thân hình cực kỳ linh hoạt ở trong đám người như cá gặp nước trái lại những người khác gặp phải tầng tầng ngăn cản khoảng cách cùng đại hắc cầu càng ngày càng xa. Ô, cái này không phải tiểu hàn tử sao, đến, kêu tiếng đại gia nghe chơi. Đại hắc cầu nhìn thấy lăng hàn, không khỏi dừng một chút, về phía hắn dơ dơ móng vuốt. Chỉ là hiện tại nó đứng trồng ngược, cái bắt chuyện này cũng khiến người ta thổ huyết. Lăng hàn càng không nói gì, phẩm tính của đại hắc cầu vẫn như cũ, trung quy phải chiếm chút tiện nghi. Ô, đại muội tử này không tệ, dáng dấp thật xinh đẹp, làm thị nữ cho bản tọa đi. Đại Hắc Cầu nhìn chằm chằm loạn tinh nữ hoàng, cho dù nó là con chó cũng bị mị lực của nữ hoàng lay động, trong miệng chó tất cả đều là nước miếng. Lớn mật, nhiếp thiên thành lập tức trách mắng, hắn có ý định nọt loạn tinh nữ hoàng, một trường lập tức đập tới, nhất thời, một ngôi sao hiện lên, đây cũng không phải tinh thần trong đan điển hắn, mà là công pháp gây nên, nằm dày đặc đầy trời. Xấu xí kêu la cái gì, xem cẩu ra làm sao chừng trị ngươi. Thân hình của đại hắc cầu duỗi ra, phá tan nhiếp thiên thành phong tỏa, Nhắm tay của hắn tàn nhẫn cắn. A, à, Nhiếp Thiên Thành nhất thời kêu thảm thiết, răng của đại hắc cầu là lúc trước cắn đến Lăng Hàn mơ hồ đau đớn, Nhiếp Thiên Thành có thể so với thể phách của Lăng Hàn sao? Vừa cắn, nhất thời thấy máu, hơn nữa, hắn làm sao cũng không cách nào thoát khỏi đại hắc cầu Nhả miệng, mau nhả miệng, Nhiếp Thiên Thành muốn khóc, đại hắc cầu này quá không nói lý, lại cắn người. Thiên hạ cao thủ, có người nào đánh như thế a? À? Cạch cạch một tiếng, xương cánh tay của nhiếp thiên thành bị cắn đứt. Đại hắc cầu ngậm một cánh tay hạ xuống, tiếp tục bỏ chạy, bởi vì truy binh phía sau đã đến rồi. Chó chết, trả tay của ta, nhiếp thiên thành cũng bắt đầu đuổi, tuy hắn còn có thể phục sinh, nhưng điều này cần tiêu hao bản nguyên nhất định, bởi vậy, hắn tự nhiên muốn đoạt lại tay đứt, lại nối tiếp tiêu hao có thể nhỏ hơn nhiều. Đến đuổi cầu ra A, đại hắc cầu lần thứ hai đứng người lên, dùng hai cái chân sau chạy vội. Không phải cầu ra mắng các ngươi, nhưng các ngươi chính là một đám phế vật chó chết chó hoang mọi người vô cùng phẫn nộ đuổi tận không buông đan kinh nghĩa không khỏi âm thầm vui mừng may nhờ hắn ra tay chậm một chút bằng không người đứt tay sẽ phải là hắn tuy hắn tự phụ nhưng không cho là mình mạnh mẽ hơn nhiếp thiên thành tự nhiên là lòng vẫn còn sợ hãi con đại hát cầu kia muốn nói lợi hại ngược lại cũng không hẳn nhưng quả thật có chỗ thần kỳ thật giống như nguyên lực rất khó ngăn cản nó lại thêm răng nanh đáng sợ cắn một phát, ai cũng có khả năng chịu thiệt. Hơn nữa, tên này tốc độ cực nhanh, chiếm tiện nghi xong liền chạy, căn bản không cho người cơ hội trả thù. Lần này nhiếp thiên thành thực sự là ngã gãy răng, bị đại hắc cầu quấy rối, tình cảnh vốn rất nghiêm nghị nhất thời biến thành một trò khôi hài, mọi người thấy đại hắc cầu nhảy nhót lung tung, khắp nơi kéo cửu hận, đều cười ha ha, nhưng nếu mình cũng bị chọc, liền tức giận đến bốc khói. Cầu gia nhất định phải đăng lâm thiên hạ, hiện tại bắt đầu thu thị vệ, cơ hội hiếm có, bỏ qua lần này sẽ không có lần sau. Đại hắc cầu một bên chạy một bên kêu la, cái tay gãy không biết bị nó ném tới nơi nào. Người 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 người, cầu ra cho các người cơ hội. Nó không ngừng chỉ vào mọi người, người bị điểm tên tự nhiên nổi giận, đại bộ phận người nơi này đều là vương giả, bây giờ lại bị một con chó điểm danh muốn thu làm nhân sủng, điều này để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Vương giả tôn nghiêm đương nhiên không thể xúc phạm, có mấy người còn tốt, chỉ nở nụ cười, không coi là chuyện to tát, nhưng càng nhiều người thì gia nhập hàng ngũ truy sát đại hát cầu này quả thực chính là trời sinh gây sự muốn nói hiện tại ai nổi tiếng cao nhất vậy khẳng định là con chó hoang này trong nháy mắt liền vượt qua cổ đạo nhất cùng loạn tinh nữ hoàng chỉ là nó tiện danh lan xa như chuột chạy qua đường người người hô đánh ai cầu ra thực sự là quá yêu tú bị người đố kỵ a à. đại hát cầu đầy mặt tự yêu mình chó chết có bản lĩnh đến quyết một trận thắng thua tất cả mọi người bị tức điên rồi Đại Hắc Cẩu vẫy móng vuốt một cái nói, Cẩu ra không muốn bắt nạt các ngươi, hai chân chạy vội, cũng không dừng lại, đuổi nửa ngày, nhưng không có một người bắt được. Tốc độ của Đại Hắc Cẩu thực quá nhanh, hơn nữa con đường chạy trốn có thể nói quỷ gì, chẳng trách nó dám trêu chọc nhiều người phẫn nộ. Muốn làm được một đấu một vạn, trước tiên phải luyện đôi chân tốt a. À. Sau ba ngày, Đại Hắc Cẩu vẫn cực kỳ phong tao chạy, mà nó hầu như trêu chọc vượt qua một phần mười người ở đây, hình thành đội ngũ minh mông cuồn cuộn, một đường truy sát đúng lúc này trong cốc đột nhiên dâng lên một cột sáng một khối nham thạch màu vàng to lớn phóng lên trời trong nháy mắt liền lên tới độ cao trăm trượng sau đó ngừng lại thả ra thần quang vô lượng trầm uyên cốc mở ra trầm uyên cốc mở ra mọi người nhất thời không còn tâm tư chiến đấu con chó hoang này có thể sau này lại giết nhưng cơ duyên của trầm uyên cốc bỏ qua vậy khả năng cả đời cũng không có lần sau tất cả mọi người đều tuôn vào trong cốc trước đó thời điểm trầm uyên cốc phát sáng trong cốc có một luồng lực lượng thần bí che đậy, bất luận người nào cũng không thể đi vào. Người thứ nhất đã dẫm lên một tảng đá, nhất thời, tảng đá này thăng lên, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cách mặt đất hai trượng mà thôi, không cách nào lại lên cao hơn. Người thứ hai, người thứ ba đi tới, từng khối từng khối phủ thạch bay lên. Đại chiến lập tức bạo phát, rất nhanh thì có tảng đá nổ tung, nhưng không có rơi xuống đất, mà bị phù thạch dưới chân người thắng hấp thu, trở nên càng to lớn hơn, từ đó có thể bay lên càng cao hơn chương 1538, Chuyển thánh khí. Nhưng có một hạn chế, chính là bất kỳ một khối phù thạch nào cũng chỉ có khu vực hoạt động dưới hai trượng, phù thạch tăng lớn, chỉ để ngươi tăng lên độ cao, nhưng không có tăng cường khu vực hoạt động. Điều này cũng làm cho chiến đấu biến thành hình kim tự tháp, càng phía dưới, chém giết càng lợi hại, mà càng lên cao, nhân số càng ít, muốn tiến thêm một bước liền càng khó khăn. Nhanh, chúng ta hành động đi, đan kinh nghĩa nói, nhiếp thiên thành đã trở về, sắc mặt tái xanh, hắn vẫn không thể nào tìm về tay đứt, không thể không tiêu hao bản nguyên, ngưng ra một cánh tay mới, cái này tự nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề, có điều nếu có thiên tài địa bảo dùng, vẫn có thể bù đắp lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lăng Hàn có chút oán độc, bởi vì hắn nhìn thấy đại hắc cầu chào hỏi Lăng Hàn, hiện tại không thể đuổi theo đại hắc cầu, liền đem thù hận chuyển qua trên người Lăng Hàn. Đây là tai bay vạ gió, Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, nhưng không hề nói gì, nếu nhiếp thiên thành làm khó dễ, hắn sẽ trực tiếp ra tay chân áp. Bọn họ chỉ là tạm thời kết thành đồng minh mà thôi, đến độ cao nhất định sẽ giải tán. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng không có ý trợ giúp người như Nhiếp Thiên Thành, đan kinh nghĩa đạt được thành tích tốt. Không có lập tức trở mặt, là cho Bắc Hoàng, Thạch Hoàng mặt mũi, dù sao bất kể là Tinh Sa Vũ Viện hay Trầm Uyên Cốc đều là hai người này nói cho, tuy hai chuyện này đều rất lớn, cho dù không có hai người này nói Lăng Hàn cuối cùng cũng sẽ biết. Đoàn người tiến vào sơn cốc, nơi này khắp nơi đều có phù thạch, thật giống như làm sao cũng lấy không hết. Bởi vậy, 12 người rất nhanh đạp một khối ở dưới chân, lên cao hai trượng, bắt đầu tìm người. Tiên tử, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đan Kinh Nghĩa nói với loạn tinh nữ hoàng, ta cũng sẽ, nhiếp thiên thành vội vã tranh nhau. Bác Hoàng cùng Thạch Hoàng lộ ra vẻ không vui, tuy loạn tinh nữ hoàng không có giới thiệu thân phận của mình, nhưng chỉ cần là người tinh tường liền có thể thấy, nàng cùng Lăng Hàn là một đôi. Hiện tại mọi người là đồng minh, các ngươi còn công nhiên đào góc tường, có cách làm như thế sao? Quá không tử tế. Đàn kinh nghĩa cùng nhiếp thiên thành không để ý chút nào, không ngừng lấy lòng loạn tinh nữ hoàng, không hề để lăng hàn ở trong mắt, nói rõ đối với quan hệ của hai người làm như không thấy, chính là muốn đào góc tường. Dưới cái nhìn của bọn họ, lăng hàn căn bản không xứng với loạn tinh nữ hoàng, làm sao cũng phải là tuấn kiệt như bọn họ. Nếu bọn họ chịu tìm chút thời giờ đi hỏi thăm, phỏng chừng sẽ không có tự tin như vậy. Bởi vì lăng hàn là vương giả cấp 2, không kém bọn họ chút nào, mà loạn tinh nữ hoàng thì càng thêm đáng sợ, chính là một trong các vương giả mạnh nhất. Nhưng bọn họ thứ nhất tự kiêu, coi thường anh hùng thiên hạ, thứ hai càng bị phong thái của nữ hoàng mê đảo, nào còn có tâm tư như thế. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, ấn loạn tinh nữ hoàng xuống, thần thức truyền âm nói: "Chờ đến chỗ cao nhất, sẽ đạp bọn họ xuống." Được, loạn tinh nữ hoàng lộ ra nụ cười mê người, đáng tiếc ai cũng không nhìn thấy. Theo tính cách của nàng, thấy ngứa mắt liền trực tiếp xóa đi, nhưng nếu Lăng Hàn nói đợi, vậy thì chờ chút a. À nàng ôn nhu săn sóc, chỉ vì lăng hàn mà tỏa ra. Giữa 12 người đã có ám sóng phun trào, nhưng hiện tại không có phát tác, bọn họ giết về phía đội ngũ khác. Người nơi này đại bộ phận đều lựa chọn tổ đội, bởi vì quy tắc cho phép tổ đội, vậy không tổ đội thế yếu quá rõ ràng. Bởi vậy, có chút là ba người một tổ, có chút là 7, 8 người một đội, không có đủ số lượng 12 người hẳn là không tìm được ứng cử viên phù hợp. Bởi vì dù tinh vực cực lớn cũng chỉ có thể ra chừng 10 vương giả, tinh vực lớn, tinh vực nhỏ chỉ có 7-8 cái, 3-4 cái, nếu không quen thuộc, ai yên tâm giao phía sau lưng cho người khác. Tổ hợp của đám người lăng hàn khá là hiếm thấy, bình thường đều không có khả năng tín nhiệm người ngoại tinh vực. Bọn họ đầu tiên gặp gỡ, chính là một tổ ba người, tuy nhân số rất ít, nhưng thực lực không yếu, dù sao hiện tại tu vi của mọi người đều bị cắt đến tinh thần cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, cho dù vương giả cấp 3 cùng vương giả cấp 1 tranh lệch cũng không quá lớn. Nhiếp thiên thành trước bị thiệt lớn, hiện tại đương nhiên muốn đòi mặt mũi về, dẫn đầu giết ra ngoài. Hắn lấy ra một cành đào, phía trên còn nở bảy đóa hoa, có mùi thơm ngát thăm thẳm truyền ra. Oanh, vung lên cao, nhất thời trong thiên địa giống như xuất hiện một cây đại thụ đỉnh thiên lập địa, chân áp đại địa, tạo ra thương vũ. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, đây là bảo khí gì, dáng vẻ thật giống như rất lợi hại. Đây là cành tiên thụ trong truyền thuyết, bác Hoàng nói, nhìn mọi người giải thích, trong truyền thuyết, bầu trời sinh biến, đã từng có một cây tiên thụ từ hư không xuất hiện, xẹt qua tinh vũ, nắm giữ lực lượng vô thượng, không người nào có thể tới gần. Nhưng cây tiên thụ này có khả năng ở thời điểm xuyên toa hư không bị thương quá mức nghiêm trọng, rất nhanh thì chết héo, nhưng vẫn kết ra một trái cây, bị phi vũ thánh nhân thu được, trồng xuống, lấy các loại thần thổ đào tạo, trải qua 900 triệu năm mới rốt cục khỏe mạnh trưởng thành. Đây là một cây tiên đào, mỗi một ức năm sẽ kết ra hai trái cây, với sinh linh mà nói, đây là vô thượng đại dược, có thể so với thánh quả cao cấp nhất. Nhưng đây chỉ là một cây con, cây mẹ hiệu quả càng tốt hơn, bởi vậy mới có suy đoán là tiên thụ. Thầy ta từng cùng phi vô thánh nhân liên thủ nghiên cứu, muốn biết cây mẹ này đến từ phương nào, đáng tiếc, mặc cho thủ đoạn của hai vị thánh nhân nghịch thiên, nghiên cứu liền thổ huyết, không cách nào nhìn thấu thiên cơ. Cành đào này của nhiếp huynh là từ trên cây bẻ xuống, hoàn toàn có thể coi là vật liệu thánh cấp cấp, luyện thành chuẩn thánh khí. Chuẩn thánh khí, chẳng trách lợi hại như vậy, chỉ vừa tế ra thì có khí thế chân áp chư thiên. Đám người lăng hàn nhìn nhau, có một suy đoán, cây mẹ này đến từ tiên vực, cái này hầu như có thể khẳng định, bởi vì chỉ có tiên vực mới có thể nuôi dưỡng được đại dược trên thần cấp. Nhiếp thiên thành ngạo nhiên mà cười, cái này vốn là một bí mật lớn, nhưng thứ nhất hắn muốn khoe khoang, thứ hai càng muốn cho loạn tinh nữ hoàng đánh giá cao hắn một chút, bởi vậy mặc cho bác hoàng nói ra bí mật của chuẩn thánh khí. Hắn hét dài một tiếng, dịch động cành đào đánh về phía ba người đối diện, từng đóa hoa đào bay đầy trời, mỗi một đóa đều sinh khí bừng bừng, hoàn toàn không giống như giả tạo. Chương 1539, một đường nghiền ép. Bảo, Nhiếp Thiên Thành khẽ quát một tiếng, đùng 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 đùng, hết thảy hoa đào nổ tung, ba người đối diện nhất thời kêu thảm thiết, dồn dập từ trên phù thạch ngã xuống, mà ba khối phù thạch kia cũng nổ nát tan, bị phù thạch dưới chân đám người lăng hàn hấp thu, dồn dập lớn mạnh một chút. Kỳ thực ở đây dù là thánh khí cũng bị áp chế, khó có thể phát huy ra uy lực hoàn toàn, chuẩn thánh khí tự nhiên càng bị hạn chế. Nhưng vật liệu thánh cấp dù sao cũng là vật liệu thánh cấp, thật giống như vương giả cấp 3 bị tước đi tu vi, nhưng vẫn mạnh hơn vương giả cấp 2 một ít, ba người đối diện lại chỉ là vương giả cấp 1, sao có thể đối kháng vương giả cấp 2 như nhiếp thiên thành, lại thêm chuẩn thánh khí. Bị thua cũng không ngạc nhiên, nhưng nhanh như vậy liền thất bại vẫn để lăng hàn hơi giật mình, đối với cảnh đào kia liếc mắt nhìn nhiều. Lúc nào có cơ hội móc cây đào kia ra, trồng vào hắc tháp. Hắn muốn ăn tiên đào A, Tuy tiên đào này có tiếng không có miếng, chỉ có thể xưng là thần đào, nhưng hắn không để ý nha. Nếu phi vũ thánh nhân biết, tất nhiên sẽ giận tái mặt, người không để ý cảm nhận của ta sao. Hấp thu ba khối phù thạch, hiện tại đám người lang hàn có thể bay đến độ cao ba trượt, bởi vì phù thạch bị bọn họ trải phẳng hấp thu, tự nhiên không thể nhất phi trùng thiên. Bọn họ cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục triển khai cướp đoạt. Nơi này thất bại một lần sẽ không mất đi tư cách cạnh tranh, chỉ yêu cầu bắt đầu lại từ đầu bởi vậy ba người rơi xuống đất lập tức lại tìm ba tảng đá, lơ lửng mà lên, ngược lại vừa bắt đầu, hầu như không có tổn thất gì. Đám người lăng hàn rất nhanh tao mộ một nhóm bảy người, đối phương khí thế hùng hổ mà đến, nhưng nhìn thấy loạn tinh nữ hoàng, trong nháy mắt mỗi người hoàn toàn biến sắc, vội vã quay đầu bỏ chạy, không dám khai chiến. Điều này làm cho đám người nhiếp thiên thành, bác hoàng hết sức kỳ quái, đây là làm sao, lẽ nào bọn họ đã lợi hại đến mức độ khiến người ta nghe tiếng bỏ chạy nhưng lăng hàn đám người hiểu ý nở nụ cười, loạn tinh nữ hoàng được gọi là vương giả sát thủ, rất nhiều người chỉ nghe tên, không biết người, nhưng bảy người đối diện hiển nhiên biết, hơn nữa có khả năng còn ăn qua vị đắng, bởi vậy vừa thấy loạn tinh nữ hoàng liền sợ hãi, căn bản không dám đối mặt. Vương giả cấp 3A, cho dù tu vi bị cắt, vẫn nắm giữ ưu thế thật lớn, huống chi nhóm lăng hàn 12 người đủ hết. Bọn họ một đường nghiền ép, cơ bản là nhiếp thiên thành cùng đan kinh nghĩa ra tay, tranh giành biểu hiện. Đan kinh nghĩa cũng rất bất phàm, có một thần khí do nhiều loại thần thạch trong thiên hạ ngưng tụ thành, nhìn như chỉ to bằng bàn tay, nhưng vô cùng nặng, đập một cái ra, mặc ngươi phòng ngự mạnh hơn cũng vô dụng, tuyệt đối là thương gân động cốt. Đây cũng không phải vật liệu thánh cấp, mà là thần thổ khoảng chừng cấp 16, có điều được thánh nhân rèn luyện qua, ở trong hàng hà cảnh cũng có thể được cho là thần khí hàng đầu. Cái thần khí này được gọi là Lục Nguyên Sơn, gần với tên gọi của Lục Sơn Thánh Nhân, thậm chí chính là hàng nhái thánh khí của Lục Sơn Thánh Nhân không chỉ có thể đập người, còn có thể phóng to thành núi cao, vừa rơi xuống, trực tiếp san bằng tất cả. Đàn kinh nghĩa cùng nhiếp thiên thành liên thủ, dựa vào hai bảo khí phát huy, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, hiếm có đối thủ. Hơn nửa ngày sau, bọn họ đã đi tới độ cao trăm trượng, nhưng chỉ tương đương với một phần người của trầm uyên cốc, cách tảng đá lớn trên thung lũng kia còn xa lắm. Tuy mỗi một lần trầm uyên cốc tranh cướp luôn có một người có thể thắng được, nhưng chưa từng có ai có thể đạt đến độ cao của tảng đá lớn kia. Cái này có quan hệ tới chất lượng, số lượng người cạnh tranh, coi như có một người có thể quét ngang vạn cổ, nhưng cả thế gian không người nào có thể địch, hắn cũng không thể đạt đến quá cao. Chỉ có bách gia đua tiếng, vạn mộc tranh xuân mới có khả năng xuất hiện một vương trong vương, dẫm vô số vương giả đặt chân lên đỉnh cao nhất. Cổ đạo nhất nhìn phù thạch giữa bầu trời, trong mắt của hắn có dị tưởng vũ trụ tinh thần đang nhấp nháy, từng viên đại tinh sinh ra, lại đang hủy diệt, nếu lăng hàn có thể nhìn thấy, tất nhiên có thể đoán được, đây là lực lượng sáng thế cùng diệt thế. Đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng này, liền có thể phá tan không gian ràng buộc, đánh ra một con đường tiến vào tiên vực. Cái này không kỳ quái, cổ đạo nhất vốn là thiên kiêu của tiên vực, đã sớm vượt qua thần đạo đỉnh cao, hiện tại lấy tiên thai trùng tu, tự nhiên là làm ít công to, không có một chút xíu bình cảnh. Có điều, hắn dù sao vẫn sẽ bị tu vi hạn chế, không thể chân chính vận chuyển lực lượng sáng thế cùng diệt thế, nhưng trên người đã mơ hồ tỏa ra thánh uy, cái này cũng là then chốt để hắn có thể thuyết phục vương giả. Ở quanh người hắn, có dòng dã 23 vị vương giả cung kính đứng ở trên phù thạch, tuy nhiều nhất chỉ có thể 12 người tổ đội, nhưng bọn họ có thể tạo thành hai đội, bảo vệ quanh cổ đạo nhất, biểu hiện cuồng nhiệt, như nhìn một vị thần vương. Cổ đạo nhất căn bản không cần ra tay, hai chi đội cận vệ liền có thể quét ngang kẻ địch, thậm chí trong thị vệ của hắn không thiếu vương giả cấp 2. Hắn nhìn thấy đoàn người lăng hàn, ánh mắt ở trên người loạn tinh nữ hoàng ngừng nhiều một hồi, nhưng không có cho thủ hạ giết tới không vội hơn nữa hoa quả tươi như vậy phải do hắn đến tự tay lấy xuống đoàn người lang hàn cũng cực kỳ thuận lợi dù sao chiến đấu vừa mới bắt đầu ngư lòng hỗn tạp rất nhiều thiên kiêu không phải vương giả cũng ở trong đó thử vận may nhưng nếu như gặp phải vương giả cơ bản là kết cục thất bại theo độ cao của bọn họ càng ngày càng cao con mồi liền càng ngày càng khó tìm sóng lớn đào xa người yếu căn bản không thể ra mặt không ngừng đến lại không ngừng bị dẫm xuống có thể đi tới chỗ cao đương nhiên là cường giả chân chính Hiện tại gần như có ngàn chi đội ngũ ở thê đội thứ nhất Mà phía dưới còn có vô số người sông lên Bởi vì người bại có thể làm lại Chỉ cần đủ thời gian vẫn có thể đưa lên càng nhiều người Đạt đến độ cao ngang thung lũng Chính là giai đoạn thứ nhất kết thúc Không cho phép tổ đội nữa trăm trưởng cuối cùng Có người nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo qua Dựa theo quy tắc dĩ vãng Khi đội ngũ đầu tiên hoặc người thứ nhất đạt đến độ cao ngang thung lũng Vậy tranh cướp chồng Uyên Cốc sẽ tiến vào đếm ngược, chỉ có 3 ngày thời gian.